Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ. Tập 25. Chương 241, thăm dò. Viên Minh không để ý Thế tử Bát Vương ra rời đi, hắn vốn chỉ đi ngang qua sân khấu, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống, kết quả lại có người dẫn đầu xông tới. Ha ha, Viên huynh, mấy năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một gã nam tử áo trắng dáng người gầy yếu chắp tay nói. Viên Minh nhận ra gã là nhi tử lễ bộ thượng thư Trình Thành, lúc này đáp lễ, cực khổ Trình huynh lo lắng, Viên mỗ không việc gì. Bên cạnh, một gã nam tử mập mạp không kiên nhẫn nói, phiền nhất là những người đọc sách các ngươi, mỗi ngày nho nhã. Viên huynh thật vất vả mới từ Nam Cương trở về, tất nhiên đã trải qua cửu tử nhất sinh, ngươi còn hỏi những câu nhảm này. Đây là con trai thống lĩnh cận vệ Cung Kiệt, Viên Minh nghe vậy cười cười, Cung huynh, ta cũng là người đọc sách nha. Lại nói, sách mới Thịnh Công Tử Nam Du Ký của Viên huynh ta đã xem hết, thật sự là đặc sắc. Những cố sự tại Nam Cương, là ngươi biên, hay là đã trải qua vậy? Cung Kiệt có chút mong đợi nhìn về phía Viên Minh, hỏi, cái này sao, là tưởng tượng đấy. Viên Minh nháy nháy mắt với Cung mập mạp, cười thần bí nói. Cung Kiệt không hài lòng bảo hắn trả lời chắc chắn, lại ồn ào bảo hắn kể một chút tao ngộ tại Nam Cương, Trình Thành cũng bắt đầu hát đệm theo. Lúc này lại có mấy tên con cái trọng thần vây quanh, cũng mồm năm miệng mười truy vấn. Viên Minh thoái thác không được, liền dứt khoát bỏ qua thân phận tu sĩ, kể ra nửa thật nửa giả, dẫn tới đám người kinh ngạc không thôi. Ta nhớ ra rồi, trên Thịnh Công Tử Nam Du Ký cũng có cố sự tương tự, có người trí nhớ tốt cao giọng nói. Lần này, đám người đều cảm thấy Thịnh Công Tử Nam Du Ký là chuyện Viên Minh đã trải qua chân thực, từng kẻ đưa ra lý giải và nghi vấn, quấn lấy đòi Viên Minh giải đáp. Viên Minh ứng phó bọn họ hơn nửa ngày, nói khô cả họng, đám người mới hài lòng. Bỗng nhiên, có một người đột nhiên nói, hôm nay sao không thấy Lâm Tuấn Sinh đến. Hắn ngày nay trèo cây cao, tiến vào Trường Xuân Quan, xem thường huynh đệ chúng ta không có thiên phú, làm sao lại tới. Cung Kiệt cười lạnh một tiếng. Mà ta nghe nói, Viên huynh từ Nam Cương trở về đã một tháng, hắn cũng không thèm đi gặp mặt một lần, tiếc cho Viên huynh trước kia coi hắn là tri kỷ. Ta thấy hắn, chính là một tiểu nhân. Trình Thành cũng phụ họa nói. Lời này ra, đám người quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao trách cứ Lâm Tuấn Sinh bất trượng nghĩa. Nhưng khiến người không nghĩ tới là, Viên Minh lại ho khan hai tiếng nói, chư vị cũng là hiểu lầm, kỳ thật ta rất hiểu cho Lâm huynh. Dù sao con đường tu hành khó khăn như lên trời. Hắn vốn giống ta thiên tư không đủ, ngày nay đạt được cơ duyên, tự nhiên phải trân quý gấp bội, cố gắng khắc khổ, mới có thể thực hiện nguyện ý trong lòng. Nghe vậy, đám người tán thưởng Viên Minh khoan dung độ lượng, càng thêm nhiệt tình vây quanh. Nhưng vào lúc này, trước thang lầu, một nữ tử áo trắng cao gầy thanh lệ, được thị nữ vây quanh, chậm rãi đi đến, vừa ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với ánh mắt Viên Minh. Nữ tử cười với hắn, đi đến một bên, cũng không vây tới. Viên Minh thấy thế nói tiếng xin lỗi với đám người, đi đến cạnh nữ tử, chắp tay cười nói, Lâu Lan tỷ, không ngờ ngươi cũng tới, ngươi cũng không đến nhà gặp ta. Nhà ngươi hiện tại ngựa xe như nước, ta không với tới nổi, hơn 3 năm ngươi một đường du sơn ngoạn thủy ngay cả một bức thư cũng không có. Nữ tử áo trắng lãnh đạm nói, Viên Minh cười khổ, Lâu Lan tỷ hiểu lầm ta rồi, ta đích xác có chỗ khó nói. Được rồi, lần này quá nổi tiếng, mấy nữ bạn thân tốt của ta cũng quấn lấy, bảo ta hỏi ngươi muốn mấy chương mặc bảo, để giải nỗi khổ tương tư. Còn có một kẻ gan lớn, viết phong thư nhờ ta chuyển giao, cần ta đưa cho ngươi xem không? Nữ tử áo trắng Lâu Lan trêu chọc. Viên Minh buồn bực cười nói, thư thì miễn đi, ta sợ đọc thư, lòng vấn vương, sẽ không được tự do. Lâu Lan sẵn giọng, ngươi đi Nam Cương trở về đã thay đổi rồi. Viên Minh cười hắc hắc, thấp giọng nói thật, ngươi và Thiên Minh lúc nào mới thành hôn? Tranh thủ thời gian thành hôn đi, tu luyện càng cao, về sau càng khó có con. Lâu Lan đỏ mặt lên, nói, pi. Lúc trước ta và Thiên Minh tính chờ ngươi từ Nam Cương trở về, lại thành hôn cũng không muộn, nhưng không ngờ ngươi thất tung tại Nam Cương. Hắn cũng không biết tại sao bỗng nhiên đi tu tiên, càng không để ý triều chính, ta cũng gặp mặt hắn ít đi, chỉ sợ hắn đã đổi lòng. Viên Minh trầm mặc, nhất thời cũng không biết an ủi Lâu Lan thế nào. Đúng lúc này, Lâu Lan đột nhiên cười khúc khích, tu tiên mà thôi,
cũng không phải làm thái giám, núi chẳng đến ta thì ta đến núi. Ta đã nghĩ kỹ, nếu hắn gia nhập Trường Xuân Quan, ta cũng gia nhập Trường Xuân Quan, đến lúc đó ở trong tông môn chặn đường hắn, xem hắn dám không cưới ta. Nói xong, Lâu Lan nhìn chằm chằm Viên Minh, ngươi cũng đừng mật báo cho hắn, hiện tại ta đã là luyện khí tầng 6, ngươi nếu lộ ra, ta không đủ tài để đi Trường Xuân Quan. Viên Minh tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đừng giận, ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện trước kia, đừng lo lắng, tiến vào tông môn, nếu có người dám chê cười thiên tư ngươi không đủ, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn. Lâu Lan hung tợn nói, trong lòng Viên Minh cảm động, chỉ có thể hàm hồ nói, đa tạ Lâu Lan tỷ. Lâu Lan khẽ hừ một tiếng, lại hỏi, ngươi bây giờ cũng là tu sĩ, luyện khí tầng mấy rồi? Vừa mới bước vào luyện khí hậu kỳ. Viên Minh đáp, ngươi tu thế nào trong thời gian 3 năm qua, không có khả năng. Lúc ngươi rời kinh rõ ràng là người bình thường, chỉ là linh căn phổ thông thôi. Lâu Lan nói, 3 năm trước ta đã đạt được công pháp Trường Xuân Quan. Nam Cương lại gặp bao nhiêu kỳ ngộ? Viên Minh nói, ngươi nói dối, tại sao có được công pháp Trường Xuân Quan, ngay cả Thiên Minh cũng không có để tu luyện, nói năng bậy bạ. Đi, Lâu Lan nói. Thị nữ đi theo thấy Lâu Lan đột nhiên đứng dậy muốn ly khai, hỏi, a, tiểu thư sao vừa tới lại muốn đi? Lâu Lan trở lại cả giận nói, không muốn cùng một chỗ với kẻ lừa đảo. Viên Minh vội vàng tiến lên xin lỗi giải thích, nói rất nhiều chuyện lý thú tại Nam Cương, khiến Lâu Lan càng thêm hiếu kỳ. Cửu biệt trùng phùng, hai người lại hàn huyên nửa ngày, thẳng đến khi thế tử trở về. Lâu Lan không có hứng thú với văn hội, lần này tới chủ yếu là gặp mặt Viên Minh, dù sao đã đến tuổi hôn phối. Ngày bình thường cũng không tiện một mình đến nhà Viên Minh gặp gỡ, thấy thế liền chủ động cáo lui, rời Đỉnh Dương Lâu. Đêm đã khuya, Viên Minh trong đám mọi người chen chúc từ Đỉnh Dương Lâu đi ra, gương mặt có chút phiếm hồng, hiển nhiên là uống nhiều rượu. Ở ngoài cửa, Vương Thuận đã chờ lâu lập tức tiến lên, bọn hộ vệ đỡ Viên Minh lên xe, chạy về phía phủ tướng quân. Xe ngựa đi không xa, trong xe, Viên Minh bỗng nhiên lên tiếng, mang theo một chút men say, đi tới phủ Lâm Tuấn Sinh đã. Thiếu gia, đã trễ như vậy, ngài vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi. Vương Thuận khuyên nhủ, rông dài, lập tức, mau. Viên Minh xuất ra uy thế thiếu chủ Viên phủ. Bất đắc dĩ, bọn hộ vệ đành hộ tống Viên Minh đi tới Lâm phủ. Viên Minh xuống xe ngựa, có chút loạng choạng đi đến trước cửa Lâm phủ, một hộ vệ ra sức gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở, một gã gác cổng không kiên nhẫn thò đầu ra, đêm hôm khuya khoắt. Ai? Nha, Viên công tử, sao ngài lại tới đây? Viên Minh không đáp, bảo Lâm Tuấn Sinh đi ra gặp ta. Cái này, tiểu nhân đi bẩm báo ngay. Người gác cổng khẽ giật mình, sau đó lui trở về. Rất nhanh, gã lại nhô đầu ra, Viên công tử, hết sức xin lỗi, thiếu gia nhà ta gần đây đang lúc bế quan tu luyện, không tiện gặp khách. Bảo hắn đi ra gặp ta. Lập tức, Viên Minh nổi giận đùng đùng, nói, Viên công tử ngài cũng đừng làm khó tiểu nhân. Người gác cổng khốn khổ nói. Viên Minh nói, vậy thì tốt, ngươi mang theo câu nói này của ta nói cho Lâm Tuấn Sinh, ta ở chỗ này chờ hắn nửa khắc đồng hồ, nếu hắn không đến, ngày sau cũng đừng hối hận. Người gác cổng đành phải đi truyền lời, nhưng lần này, gã cũng không trở về. Nửa khắc đồng hồ sau, Viên Minh cười lạnh không nói một lời, quay người trở về xe ngựa, hồi phủ. Vương Thuận không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể không hiểu lái xe ngựa trở về phủ tướng quân. Ngay sau khi Viên Minh rời đi không lâu, lại một chiếc xe ngựa đứng tại cửa Lâm phủ, từ phía trên đi xuống một gã áo đen đội mũ rộng vành, cũng gõ gõ đại môn Lâm phủ. Chờ giây lát, không ai trả lời, y cũng không giận, tiếp tục gõ cửa, rất nhanh, người gác cổng lại lần nữa thò đầu ra. Người áo đen không nói chuyện, chỉ móc ra một tấm lệnh bài đưa cho người gác cổng xem. Người gác cổng nhận ra đây là tín vật cá nhân của Lâm Tuấn Sinh, vội vàng mở cửa, dẫn người thần bí vào. Dưới sự hướng dẫn của gã, người áo đen rất nhanh đến gian phòng bế quan của Lâm Tuấn Sinh, không đợi y tiến lên, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Người áo đen bước nhanh vào trong phòng, lấy xuống mũ rộng vành để qua một bên, nói thẳng, ta thấy Viên Minh tới tìm người. Ánh nến chiếu rọi xuống mặt mũi của y vô cùng rõ ràng, thình lình chính là thế tử Bát Vương gia. Ta biết, nhưng rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lâm Tuấn Sinh gật gật đầu. Thế tử Bát Vương gia nói, có lẽ hắn còn nhớ tình cũ với ngươi, tối nay trên văn hội, ta cố ý để cho người thăm dò hắn,
kết quả hắn lại biện hộ cho ngươi. Lâm Tuấn Sinh trầm mặc, ánh nến nhạt khiến không rõ sắc mặt biến hóa. Không phải là ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ tha thứ cho ngươi? Thế tử cười lạnh hỏi. Ta đương nhiên sẽ không ngây thơ như thế, chỉ là bệ hạ và hắn tình như thủ túc, ngày nay hắn trở về có thể khiến bệ hạ động thủ với ta. Lâm Tuấn Sinh lắc đầu. Thế tử nói, ngươi yên tâm, bây giờ ngươi là đệ tử Trường Xuân Quan, hắn lại không có chứng cứ. Viên Minh có thể sống sót, hoàn toàn là do ngươi thất thủ, phụ vương đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi, quốc sư cũng phá lệ thu ngươi làm đồ. Ngươi cũng tiến vào Trường Xuân Quan, nhưng ngươi đã thất bại, Viên Minh vẫn phải do chính ngươi giải quyết. Ta biết. Lâm Tuấn Sinh gật gật đầu, tay giấu ở phía sau lại gắt gao bóp chặt. Thế tử cũng không thèm để ý gã suy nghĩ, lần nữa mang lên mũ rộng vành, ngươi tiếp tục bế quan đi, hết thảy đều lấy phụ vương kế vị làm trọng. Ta đi trước. Lâm Tuấn Sinh trầm mặc không nói gì, cũng không đứng dậy đưa tiễn thế tử. Rất nhanh, thế tử leo lên xe ngựa, mau chóng trở về. Chỉ là, sau khi y đi, bên cạnh Lâm phủ, trong hẻm nhỏ mờ tối, một con hồn nha vỗ cánh từ không trung bay xuống, trong miệng ngậm lấy bảo châu màu xanh lam, đưa đến tay Viên Minh. Lúc này trên mặt Viên Minh không còn vẻ say xỉn, tay vuốt vuốt bảo châu, ánh mắt nhìn xa xăm. Quả nhiên là Bát Hiền Vương. Ha ha. Chương 242, ước định. Viên phủ, Vương Thuận cùng một người hầu đỡ lấy Viên Minh say khướt trở về nhà, để hắn ngã nằm xuống giường. Các ngươi tất cả đi xuống đi, tối nay không có ta phân phó, không được phép vào. Nghe Viên Minh mang theo vẻ choáng choáng phân phó, Vương Thuận mang theo tôi tớ lui xuống, trước khi đi vẫn không quên đóng cửa lại. Bọn gã cũng không nhìn thấy, sau khi mình đi, Viên Minh vốn còn nằm ở trên giường đột nhiên biến mất, qua thật lâu, lại từ ngoài phòng đi vào. Lấy cảnh giới hồn tu Viên Minh ngày nay thi triển huyễn thuật, đừng nói những người này, ngay cả tu sĩ đồng giai cũng rất khó nhìn thấu. Viên Minh ngồi xếp bằng trên giường, lặp đi lặp lại tra xét ảnh niệm trong bảo châu màu xanh lam, suy nghĩ tìm tòi một lát, gọi ra lư hương, cắm vào hắc thơm đốt. Viên Minh ở trong sương mù phiêu miểu, trong lòng nghĩ đến bộ dạng thế tử Bát Vương gia, rất nhanh hoàn thành phụ thể. Lúc này thế tử vừa mới trở lại vương phủ, đang trong một gian thư phòng trang nhã, bẩm báo với cha cuộc nói chuyện với Lâm Tuấn Sinh trước đây không lâu. Những nội dung này Viên Minh đã biết, cũng không lắng nghe, mà thừa cơ đánh giá một phen Bát Vương gia trước mắt. Về Bát Vương gia, hắn cũng không phải lần đầu gặp, chỉ là trước đây không quan tâm quá nhiều, cho dù ngẫu nhiên gặp cũng không có quá nhiều ấn tượng. Bát Vương gia mang áo mãng bào, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên khuôn mặt chữ quốc ngay ngắn, mang theo khí thế không giận tự uy. Không thể không nói, người này xác thực rất có vài phần uy nghi đế vương. Rất nhanh, thế tử một năm một mười bẩm báo xong đoạn đối thoại của mình với Lâm Tuấn Sinh. Bát Vương gia dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế dựa, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Thế tử thấy vậy, không dám nói lời nào, chỉ đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Về Viên Minh, con cảm thấy thế nào? Sau một lúc lâu, Bát Vương gia mở miệng hỏi. Đã từng là một hoàn khố công tử ca, lần này có thể từ Nam Cương còn sống trở về, biến thành tu sĩ, ít nhiều có chút bản sự. Nhưng ở trong hoàng thành, có quốc sư tọa trấn, hắn cũng không dám nhấc lên sóng gió gì. Thế tử nói như thế, ngươi lui ra đi. Bát Vương gia từ chối cho ý kiến gật đầu, mở miệng nói. Thế tử tựa hồ còn muốn nói gì với phụ thân, nhưng lại không dám nghịch lời Bát Vương gia, đành phải hành lễ cáo lui. Viên Minh vẫn tiếp tục phụ thể, nhưng về sau thế tử trực tiếp trở về viện tử của mình, nằm trên ghế mây. Lại phân phó hai nha hoàn tuổi vừa đôi mới bóp chân bóp vai mình, cầm lấy một bản bì thư đã xé, say sưa ngon lành lật xem, nhìn rất hài lòng. Viên Minh theo ánh mắt thế tử rơi vào quyển sách trên tay gã, trong lòng không khỏi vui một chút, nội dung trong sách thình lình chính là Thịnh công tử Nam Du Ký. Từ đó, không thể thu hoạch được thêm tin tức hữu dụng. Vốn cho rằng phía sau Lâm Tuấn Sinh là người Trường Xuân Quan nào đó, không ngờ lại là Bát Vương gia. Lại không biết, Bát Vương gia và quốc sư đã có giao dịch gì, ba người đi Nam Cương giết ta là ai sai xử. Viên Minh trở về bản thể, âm thầm suy nghĩ. Mặc dù có một ít chuyện, hắn nhất thời cũng không thu được tin tức mấu chốt, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện Cửu Nguyên Quyết. Theo thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 tháng. Độ nóng Thịnh công tử Nam Du Ký đã không còn như lúc đầu, Viên Minh sinh hoạt cũng dần dần trở về yên lặng.
Mỗi ngày ngoại trừ ân cần thăm hỏi thỉnh an phụ mẫu, thời gian còn lại cơ bản đều dành vào tu luyện. Đương nhiên ở giữa không tránh khỏi bị tiểu hoàng đế thường thường gọi vào trong cung hoặc là đối phương đi thẳng tới trong phủ. Việc này trong quá khứ đều là chuyện qua quýt bình bình, cho nên bất luận là phụ mẫu Viên Minh hay là đám tôi tớ trong phủ đều không cảm thấy có gì kỳ quái. Trong thời gian này, Viên Minh cũng nhiều lần đốt hương phụ thân Bát Vương ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc ai mới thật sự là hắc thủ phía sau màn. Chỉ là vị Bát Vương gia này ru rú trong nhà, xưa nay làm người điệu thấp, nhìn không ra chỗ gì đặc biệt. Nếu nói những kẻ ám sát đều do Bát Vương gia chỉ điểm, ngay cả chính Viên Minh cũng cảm thấy khó tin. Bất quá Viên Minh cũng để ý, mỗi một lần phụ thể vẫn không thể đạt được tin tức trực tiếp, nên dứt khoát không ngừng lưu lại ám chỉ trong lòng Bát Vương gia, để gã tự nghĩ lúc kế thừa hoàng vị sẽ có biến cố, khiến gã đi tìm Trường Xuân Quan trợ giúp. Có câu công phu không phụ lòng người, Viên Minh sau một phen cố gắng, đầu tiên Bát Vương gia vốn xưa nay làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật. Bắt đầu đêm không thể say giấc, tính tình cũng trở nên có mấy phần nôn nóng. Sau ba phen mấy bận, rốt cuộc tại một lần phụ thể Bát Vương gia, Viên Minh chợt phát hiện, trước mặt mình lại có một gã đạo đồng đang dẫn đường, hai bên non xanh nước biếc, dưới chân là từng bậc thang bạch ngọc. Vị vương gia dưới một người trên vạn người này, trước mặt đạo đồng bình thường này, không dám có bộ dạng kiêu ngạo, cho dù đi phía sau nhưng mồ hôi thấm ướt áo bào, cũng không dám nói gì. Trong lòng Viên Minh có chút kích động, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại. Đạo đồng đưa Bát Vương ra đến một căn phòng trang trí trang nhã, sau đó để gã đợi, bản thân quay người đi ra ngoài. Chờ đợi thời gian dài dằng dặc, Bát Vương ra hình như có chút nôn nóng bất an đi qua đi lại trong phòng. Viên Minh cũng không nhàn rỗi, theo ánh mắt Bát Vương ra, ghi nhớ cấu tạo gian phòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài phòng mơ hồ truyền đến một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần. Bát Vương ra quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua cửa sổ, lờ mờ có thể thấy được một thân ảnh mặc đạo bào đang đi tới nơi này. Nhưng ngay lúc hắn muốn nhìn kỹ là ai, hắc hương bỗng cháy hết, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ. Mà hắn nhìn thấy sau cùng, chỉ có một thân đạo bào tím bầm, cùng ba sợi râu dài rũ xuống trước ngực. Thời gian cứ như vậy một tháng đi qua. Đại điển truyền vị bắt đầu, mấy ngày trước đây, toàn bộ kinh thành Đại Tấn giới nghiêm nghênh đón tân đế đăng cơ. Ngoại trừ 20 vạn cấm quân trấn thủ hoàng cung bị điều động toàn bộ, 30 vạn quân nghiêm mật đóng giữ bên ngoài hoàng thành cũng bị điều hơn phân nửa, hiệp phòng kinh sư. Toàn bộ lực lượng thủ vệ kinh thành có thể nói là chặt chưa từng có. Cùng lúc đó, toàn bộ kinh thành đã bắt đầu chuẩn bị đại điển truyền vị, lấy hộ bộ và công bộ cầm đầu, các nơi đường lớn trong thành được trang trí, toàn bộ kinh thành rực rỡ hẳn lên. Nhưng đại điển truyền vị này dù sao cũng không thuộc về khánh điển mà dân cùng vui, cho nên trong thành cũng không có không khí ngày lễ, ngược lại bởi vì binh lính được điều động mà lộ ra mấy phần trang nghiêm. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Tông Dương cung đã đèn đuốc sáng trưng. Vây quanh tiểu hoàng đế là ba người hầu, đang giúp gã mặc hoàng phục, đeo lên lưu miện, dù vẫn là thiếu niên, nhưng cũng hiển lộ ra khí tượng đế vương nhất phái quân lâm thiên hạ. Đám người đứng hầu bên cạnh đều thần sắc khẩn trương, duy chỉ có một người, tay bưng một khay bánh ngọt, thần sắc thong dong, ánh mắt rơi vào trên thân tiểu hoàng đế, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Đợi tiểu hoàng đế mặc chỉnh tề lễ phục tế thiên, cho tất cả mọi người lui ra, gã vuốt vuốt gương mặt hơi cứng ngắc, nhận lấy một khối bánh ngọt trên tay Viên Minh, cắn một cái. Những việc này thật phiền, các loại nghi thức quá rườm rà. Tiểu hoàng đế nhai nuốt điểm tâm, hàm hồ nói. Ai bảo bệ hạ ngươi là cửu ngũ chí tôn chứ? Viên Minh cười nói. Sắp thoát ly khổ hải rồi, hắc hắc. Tiểu hoàng đế vui vẻ nói. Trên đời này có thể xem hoàng vị như là bể khổ, ngoại trừ bệ hạ cũng không có mấy ai. Viên Minh cười nói. Hoàng vị có gì tốt, đáng nhẽ sau khi ngươi bị Trường Xuân Quan cự tuyệt ta đã không có tâm tu luyện. Mà ý phụ hoàng cũng là để cho ta có dòng dõi rồi tu luyện, rồi truyền xuống hoàng vị, chắc khiến phụ hoàng thất vọng rồi. Tiểu hoàng đế thở dài, nói. Ngươi mất đi hoàng vị, nhưng ngươi đi lên con đường trường sinh, ta nghĩ phụ thân ngươi cũng sẽ không trách cứ ngươi. Ngươi vẫn nên sớm thành hôn với Lâu Lan đi. Lâu Lan tỷ đợi ngươi nhiều năm như vậy, dạng nữ tử này thế gian khó tìm lắm. Về sau tiến vào Trường Xuân Quan, hai người các ngươi chính là một đôi thần tiên quyến lữ. Viên Minh cắn bánh ngọt hạnh hoa một cái, trêu chọc. Đúng vậy, dứt bỏ phiền não thế tục, hoàn thành ước định với Lâu Lan,
về sau song tu với nàng, rảnh thì đi du sơn ngoạn thủy, xem phong quang trên đời tốt đẹp hơn trong lồng này thế nào. Đó mới là thời gian thần tiên. Trên mặt tiểu hoàng đế hiển hiện chờ mong, nói: về sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi Nam Cương. Nam Cương phong quang vô hạn, bí cảnh rất nhiều. Ta đi qua một chỗ xà vương cốc, bên trong có một bí mật lớn, đáng tiếc thực lực ta bây giờ không đủ. Viên Minh nói: được, mặc kệ về sau thế nào, hôm nay trẫm sẽ trả lại cho ngươi một cái công đạo. Trên mặt tiểu hoàng đế lần nữa hiển hiện vẻ bế nghễ. Viên Minh nghe vậy, cho dù đã sớm biết kế hoạch tiểu hoàng đế hôm nay, vẫn không khỏi trong lòng nóng lên. Bên ngoài đại điện Dương Cung, đã sớm có Long Liễn chờ, dơ lên tiểu hoàng đế khởi giá tiến về thiên địa đàn. Viên Minh cũng không có chức quan, dựa theo lễ chế, hắn không được có mặt trên đại điển truyền vị lần này, nhưng tiểu hoàng đế vẫn vi phạm lễ chế, trực tiếp để hắn đi theo bên cạnh. Một đoàn hơn trăm người trùng trùng điệp điệp, đi tới thiên địa đàn. Nơi đây chính là nơi hoàng gia dùng để tế tự thiên địa, là nơi cầu phúc thương sinh, bên ngoài là một tế đàn hình tròn, bên trong là một đài cao hình vuông, đại biểu quan niệm trời tròn đất vuông. Trời còn chưa sáng, văn võ đại thần trong triều đã sớm đi tới thiên địa đàn, xếp hàng chờ. Trong ngày thường đám hoàng tử hoàng tôn rất khó tụ tập cùng một chỗ, trên thực tế cũng chính là thúc bá huynh đệ tiểu hoàng đế, toàn bộ đổi lại triều phục, tụ tập bên ngoài thiên địa đàn. Đám quan chức Hồng Lư tự cũng đã sớm dẫn các sứ thần Việt quốc, Triệu quốc, Ngô quốc chờ ở bên ngoài. Đợi Giá Liễn thiên tử đến, âm thanh lễ nhạc hùng vĩ do lễ bộ đã sớm lo liệu vang lên, bầu không khí trở nên trang nghiêm. Đại tế tử quốc Tử Giám là một vị lão giả tóc trắng xóa, đức cao vọng trọng, thân mang lễ phục, tay cầm chiếu thay thế hoàng đế, vô cùng thành khẩn niệm tụng tế văn thiên địa. Sau đó tiểu hoàng đế từng bước một đi đến thiên địa đàn. Gã sai người dâng lên tam sinh, tế lên ngũ cốc, rót rượu ngon, hai tay cầm hương mát, cao giọng trình bày công tích bản thân lúc tại vị cùng nguyên nhân thoái vị, hành lễ bốn phía đông nam tây bắc, lễ kính thiên địa tứ phương. Bên ngoài thiên địa đàn, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, sứ thần các quốc gia cùng thị vệ và hoạn quan, có gập cong người, có ôm quyền, có trực tiếp quỳ lạy hành lễ, nhao nhao miệng hô vạn tuế. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 243, Đại điển truyền vị. Bái tế thiên địa xong, tiểu hoàng đế lại mang theo mấy trăm văn võ bá quan đi vào tế đàn bái thương sinh xã tắc. Sau lễ tiết phức tạp, đám người lại trùng trùng điệp điệp lên thái miếu, cao tế tổ tông Lưu Thị. Nhưng lần này chỉ có hoàng tử hoàng tôn cùng tiến vào thái miếu, đám người còn lại đều chờ ở bên ngoài. Đợi lễ nghi tế tự hoàn thành, văn võ bá quan lại theo Long Liễn hoàng đế đi tới Thái An Điện để chính thức tiến hành nghi thức truyền vị. Thái An Điện chính là một trong cung điện hùng vĩ khí thế nhất cả hoàng thành. Chỉ có lúc làm các đại sự quốc gia như tân đế đăng cơ, sắc lập thái tử, sắc phong hoàng hậu mới tiến hành nghi thức ở đây. Viên Minh lấy thân phận thân vệ theo tiểu hoàng đế đi vào Thái An Điện, vừa mới đi vào đại điện, liền thấy phía dưới Long ỷ hoàng đế đặt mấy ghế bành màu đỏ thẫm, phía trên đang ngồi mấy người. Trong đó ngồi gần Long ỷ là một nam tử cao lớn mặc đạo bào tím bầm, dung mạo đoan chính, ngũ quan trang nghiêm, để râu ngắn, hai con ngươi thần quang nội uẩn, có một cỗ uy nghi không giận tự uy. Ngồi gần gã là một lão giả mặc đạo bào tím bầm già trên 80 tuổi, khuôn mặt gầy gò, rất có vẻ tiên phong đạo cốt, thình lình chính là quốc sư Ngọc Hồ đạo trưởng. Bên cạnh lão là một lão ẩu có mái tóc hoa râm, tay cầm quải trượng đầu rồng, mặt lộ vẻ hiền lành. Cạnh lão ẩu còn có một phụ nhân đoan trang, mặc váy sa màu thủy lam, khí chất dịu dàng, phảng phất nữ tử xuất thân vùng sông nước Giang Nam, thiên nhiên mang theo vài phần ý vị nhu hòa. Sau lưng mấy người đó có vài chiếc ghế dựa, một số người ngồi ở đó. Viên Minh đã biết, đại điển truyền vị lần này ngoại trừ văn thần võ tướng, hoàng thân quốc thích, còn có trưởng xuân quan cùng một ít người tông môn tu tiên Đại Tấn đến đây tham dự. Chỉ bất quá bọn họ cũng không tham dự lễ kính thiên địa xã tắc cùng tổ tông, chỉ ở nơi đây chờ quan sát nghi thức đại điển truyền vị mà thôi. Tiểu hoàng đế sau khi quay về, đi vào trong đại điện. Các tu sĩ trong điện nhao nhao đứng dậy chào, tiểu hoàng đế cũng lập tức chắp tay kiểu đạo môn đáp lễ. Trong văn võ bá quan, ngoại trừ chủ quan lục bộ và tế chấp ba tỉnh, cùng mấy vị tướng quân quyền hành lớn được lưu ở trong đại điện, còn lại quan viên đều ở ngoài điện, xếp hàng theo phẩm cấp lớn nhỏ.
Viên Minh là thân vệ tiểu hoàng đế, đặc biệt cùng nội thị công công đứng ở dưới tay hoàng đế. Văn võ bá quan tất nhiên biết rõ quan hệ giữa Viên Minh cùng tiểu hoàng đế, cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại đám tu sĩ ngồi phía trước nhất nhịn không được nhao nhao quăng tới hắn ánh mắt nghi hoặc. Viên Minh cũng không khẩn trương, ánh mắt yên lặng liếc nhìn phía dưới, thậm chí đối mặt cùng những tu sĩ kia. Trong đó, tên trung niên nam tử râu ngắn mang áo bào tím chính là tổ phụ tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh. Hơn 50 năm trước đã trúc cơ nên truyền vị cho phụ thân tiểu hoàng đế, bản thân thì đi Trường Xuân Quan tu hành. Về sau y chưa từng can thiệp quốc chính Đại Tấn, thậm chí chưa hề trở về kinh thành. Tiểu hoàng đế có phụ thân là người bình thường hoàn toàn không có linh căn, lúc 20 tuổi đã kế tục đại thống. Làm hoàng đế không sai biệt lắm hơn 30 năm, về sau đột nhiên buông tay nhân gian, truyền hoàng vị lại cho Lưu Thiên Minh. Lúc gã tạ thế, tổ phụ Lưu Thiên Minh cũng không trở về, lần này Lưu Thiên Minh truyền vị, lại về kinh thành Đại Tấn, đủ để thấy y coi trọng đứa cháu này. Lão ẩu ngồi với y, là chủ mẫu thế gia tu tiên lớn nhất Bạch La Sơn Trang ngoài hoàng thất Đại Tấn, mặc dù không phải là người có tu vi cao nhất Sơn Trang, lại luôn luôn là người chấp trưởng gia tộc. Phụ nhân dịu dàng ngồi gần lão ẩu là trưởng lão Lạc Thủy Tiên Tử thuộc Thủy Tinh Cung, có thực lực gần với Trường Xuân Quan, mà ngồi ở phía sau bọn họ là các trưởng lão trong môn phái. Viên Minh đang nhìn những người khác, rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt rơi ở trên người hắn, mang theo ba động thần niệm dò xét, chính là bắt nguồn từ quốc sư Ngọc Hồ đạo trưởng. Dù ánh mắt kia chỉ trong nháy mắt, nhưng Viên Minh vẫn bén nhạy bắt được. Đợi tất cả mọi người ai về chỗ nấy, thống lĩnh nội thị công công lúc này mới tiến lên, hất lên bụi bặm, vươn cuống họng hô, đại điển truyền vị, chính thức bắt đầu, tuyên mời chiếu thư truyền vị. Gã dương cuống họng hô xong, vị đại tế tự quốc tử giám kia lập tức hai tay dâng lên một cái khay gỗ đen, phía trên đặt một quyển lụa cuốn màu vàng, chậm rãi đi tới trước tiểu hoàng đế. Lúc gã đi qua cạnh một đám hoàng tử hoàng tôn, đại đa số đám người đều cúi đầu không dám nhìn, chỉ có một số nhỏ có can đảm dương mắt vụng trộm quan sát, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trong đó, ánh mắt bát vương ra cháy bỏng nhất. Cái này cũng chẳng trách y, bởi vì tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh dù sao tuổi còn nhỏ, chưa lập hoàng hậu, cũng chưa từng sinh hạ long tử, muốn chọn một người kế thừa hoàng vị, tự nhiên chỉ có thể chọn trong thúc bá huynh đệ y. Trong những người này, luận bàn năng lực, nhân khí, tư lịch, căn bản không ai có thể so sánh với y. Mặt khác, tỉnh Trung Thư Tế Chấp Lâu Tể Tướng cũng đã báo trước với y, tỉnh Trung Thư cùng môn hạ đều đề nghị để y kế thừa đại thống, trong lục bộ thì lại bộ và hộ bộ cũng ủng hộ y thượng vị. Mà mấu chốt nhất là, y đã đạt được Trường Xuân Quan ngầm đồng ý ủng hộ. Cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn, Bát Vương Gia Hiền Vương chính là tân nhiệm Hoàng đế Đại Tấn ván đã đóng thuyền. Chỉ thấy đại tế tiểu cao tuổi bưng lấy chiếu thư đi tới trước long ỷ, tiểu hoàng đế cũng đã đứng dậy, mang tới ngọc tỷ truyền quốc, trên chiếu thư trịnh trọng đóng lên hoàng ấn. Sau đó, đại tế tiểu nâng chiếu thư, tận lực để thanh âm bình ổn, tuyên đọc, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, triều ta kế tục tiên liệt, ứng thiên thuận nhân, chấm tự đăng cơ đến nay, kính thiên pháp tổ, tuân thủ nghiêm ngặt cương thường, vạn sự đều lấy dân làm đầu, hành pháp đều lấy dân làm gốc. Vốn muốn lập kế hoạch lớn, nhưng tiên duyên khó từ, vì kế sách quốc gia đã lập, hiện truyền vị cho anh ruột là Khánh Vương Lưu Thiên Trạch, hiện bố cáo thiên hạ, để mọi người biết. Bát Hiền Vương đã chuẩn bị tiến lên mấy bước kế tục đại thống, lúc nghe ba chữ Lưu Thiên Trạch, toàn thân y cứng đờ, như rớt vào hầm băng, cả người sững sờ tại chỗ. Không phải Lưu Quang Tuyển mà là Lưu Thiên Trạch, không phải Hiền Vương mà là Khánh Vương. Không chỉ Hiền Vương ngây ngẩn cả người, văn võ bá quan trong điện, kể cả Khánh Vương, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khánh Vương là tứ ca tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh, vốn chỉ có Thượng Thư La Tể Tướng ủng hộ gã. Ai cũng không nghĩ tới, người thừa kế hoàng vị sẽ là gã. Hiền Vương ngốc trệ một lát, thần sắc bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, càng không để ý lễ nghi vọt ra. Khoan, khoan đã, nhất định là sai lầm, sao lại là Khánh Vương? Là ta mới đúng. Hiền Vương thay đổi vẻ uy nghiêm cẩn thận trước đây, cua hai tay, cao giọng hô. Đám người thấy thế kinh hãi, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng. Cả bọn cẩn thận nhìn về phía tiểu hoàng đế, muốn xem phản ứng của gã. Nhưng tiểu hoàng đế chỉ bình tĩnh nhìn Hiền Vương nổi điên, không phản ứng chút nào. Bệ hạ, lúc này, Lâu Tể Tướng nhịn không được, đứng dậy. Lão kêu một tiếng bệ hạ này, khiến tầm mắt mọi người nhìn về phía lão. Ngươi có gì muốn nói?
Tiểu hoàng đế khẽ cười một tiếng, hỏi: "Bệ hạ, hoàng vị liên quan xã tắc, chính là đại sự quốc gia, không thể đùa bỡn. Lúc trước chúng ta đã cùng bệ hạ thương nghị việc này, lúc ấy định ra nhân tuyển thích hợp, vì sao đột nhiên thay đổi?" Lâu tể tướng không đề cập nhân tuyển ban đầu là ai, chỉ đặt câu hỏi. Đám người nhao nhao nhìn về phía tiểu hoàng đế, ngay cả quốc sư Ngọc Hồ đạo trưởng cùng tổ phụ Lưu Thiên Minh vốn mặc kệ sự vụ thế tục, cũng đều nhao nhao quăng tới ánh mắt thăm dò. Tiểu hoàng đế nghe vậy, dường như đang chờ người đặt câu hỏi, chợt đứng lên nói: "Bát hoàng thúc, ngươi tham dự quốc chính mấy năm qua, kết bè kết cánh, ăn hối lộ trái pháp luật, trẫm đều biết rõ, những thứ này cũng không tính là gì. Nhưng ngươi thụ ý người khác nửa đường chặn giết sứ thần Đại Tấn ta, tội này không được xá." Ngữ khí của gã bình thản, tiếng nói lại như sấm, nổ vang trên triều đình. Hiền vương nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía Viên Minh. Nhìn thấy y phản ứng, người mắt sáng cũng biết rõ người mà tiểu hoàng đế nói chính là Viên Minh mấy năm trước đi sứ Nam Cương, tao ngộ ám sát mất tích. "Ta muốn hỏi bát hoàng thúc, Viên Minh đã làm chuyện gì để ngươi ghi hận như thế, đến mức trên đường hắn đi sứ, ngươi sai sử phó sứ Lâm Tuấn Sinh sát hại hắn?" Tiểu hoàng đế nghiêm nghị quát hỏi. Chuyện này không ít người giữ kín như bưng, cuối cùng vẫn bị mở ra. "Là hiền vương làm." Trong triều thần có người kinh hô một tiếng. "Vì sao hắn làm như vậy?" Càng có người không hiểu chút nào. Văn thần trong triều từng người thần sắc đại biến, không ngừng thì thầm. Nhóm võ tướng mặc dù trầm mặc không nói, tuy nhiên cũng không tự chủ được nhìn về phía viên tướng quân. Lúc này sắc mặt gã tái xanh, nhưng vẫn bất động thanh sắc. "Bệ hạ, thần oan uổng." Hiền vương liếc mắt nhìn hai phía, lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói: "Oan uổng, ngươi thử nói xem, trẫm oan uổng ngươi chỗ nào?" Tiểu hoàng đế cười lạnh một tiếng, hỏi: "Bệ hạ, ngài nói ta sai sử Lâm Tuấn Sinh sát hại Viên Minh, thực tế ta không biết chút nào. Với lại thần cũng hoàn toàn không có lý do để hại Viên Minh." Hiền vương cúi đầu trên mặt đất, giải thích. Tiểu hoàng đế căn bản không để ý tới, mở miệng quát, dẫn Lâm Tuấn Sinh lên. Vừa mới nói xong, hai tên giáp sĩ đã áp giải Lâm Tuấn Sinh, đi tới trong đại điện. Lúc này quần áo Lâm Tuấn Sinh không chỉnh tề, thần sắc bối rối, nhưng trong đáy mắt lại có một tia thong dong khó mà phát giác. Đợi gã quỳ rạp xuống đất, tiểu hoàng đế mở miệng hỏi: "Lâm Tuấn Sinh, chấm hỏi ngươi, là ai sai sử ngươi trên đường đi sứ Nam Cương, xuất thủ mưu hại Viên Minh?" "Bệ hạ, lời ấy thần không thể nào trả lời được, ta và Viên Minh chính là bạn thuở nhỏ lớn lên, há lại xuất thủ mưu hại hắn. Năm đó trên đường đi sứ, là chính Viên Minh tham luyến cảnh đẹp thác nước nên rơi xuống sông, đều là chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải do thần gây nên. Sau đó ven đường thần còn dán bố cáo tìm người, xin bệ hạ minh giám." Lâm Tuấn Sinh nghe vậy, lập tức trả lời. Gã đã nghĩ sẵn lý do thoái thác, lúc trước bên cạnh không có nhân chứng khác, gã không tin hoàng đế có bằng chứng, chứng minh gã là hung thủ. Tiểu hoàng đế nghe vậy, lông mày nhíu lại, nói: "Ồ, vậy là ngươi nói trẫm oan uổng ngươi rồi." Chương 244, thần có lời muốn nói. "Thần không dám, chắc là bệ hạ bị người mê hoặc che giấu, thần trung thành với bệ hạ, chân thành với bằng hữu, tuyệt đối không làm ra chuyện có lỗi với bằng hữu, có lỗi với Đại Tấn, xin bệ hạ trả rõ nguyên do, trả cho thần công đạo." Lâm Tuấn Sinh vội vàng trả lời. Tốt cho một kẻ xảo ngôn thiện biện, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiểu hoàng đế chậc chậc nói. Lúc này, Viên Minh đứng ở một bên, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười, đi ra. Thấy cảnh này, trong mắt Hiền Vương và Lâm Tuấn Sinh đồng thời nhảy một cái, quốc sư ngồi ở một bên cũng bưng chén trà lên, khẽ nhấm một hớp. "Lâm Tuấn Sinh, ngươi nói ngươi vô tội. Hiền Vương, ngươi nói ngươi oan uổng. Vậy mời xem cái này đi." Viên Minh nói xong, từ trong tay áo móc ra một viên bảo châu màu xanh lam. Chính là viên pháp khí của Mã Tinh không có thể ghi chép hình tượng quang ảnh. Viên Minh đưa tay ném lên, tế khởi viên bảo châu kia, một đạo pháp quyết chui vào trong đó. Chỉ thấy một đạo lam quang sáng tỏ từ thân châu bắn ra, chuyển động quay tròn, hóa thành một màn nước màu lam. Phía trên hiện ra từng đoạn hình tượng quang ảnh, thình lình chính là lúc Thế tử Hiền Vương cùng Lâm Tuấn Sinh gặp mặt. Hai người đối thoại trả lời, rõ ràng đều rơi vào tai triều thần trong cả sảnh đường. "Ngươi yên tâm, bây giờ ngươi là đệ tử Trường Xuân Quan, hắn lại không có chứng cứ. Viên Minh còn sống sót,
hoàn toàn là do ngươi thất thủ, phụ vương đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi, quốc sư cũng phá lệ thu ngươi làm đồ. Ngươi cũng tiến vào Trường Xuân Quan, nhưng do ngươi thất thủ, Viên Minh còn phải tự ngươi đi giải quyết. Kết quả liếc qua thấy ngay. Lâm Tuấn Sinh trợn tròn hai mắt, gã chẳng thể nghĩ tới, cảnh gã và Thế tử Hiền Vương, vậy mà tái hiện ở chỗ này. Lâm Tuấn Sinh, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tiểu Hoàng đế cười lạnh hỏi. Cho dù gã xảo ngôn thiện biện thế nào, chứng cứ trước mặt cũng không đủ sức hồi thiên. Bát Hoàng thúc, ngươi nói thế nào? Tiểu Hoàng đế lại tiếp tục nhìn về phía Hiền Vương. Trên mặt Hiền Vương hiển hiện vẻ tuyệt vọng, bỗng nhiên mở miệng nói, bệ hạ, đây đều là nghịch tử giả tá danh ta gây nên, ta không biết gì cả. Lời này vừa ra, cả sảnh đường xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh với sự vô sỉ của Hiền Lương, vì tự bảo vệ mình, y vậy mà không tiếc đổ tất cả tội lỗi lên con trai của mình. Bệ hạ, thần vì Đại Tấn, quanh năm chinh chiến bên ngoài, cả đời vì nước, chỉ có một con trai độc nhất. Nhưng không ngờ, bị Hiền Vương ghi hận ám hại như thế, thần thực không hiểu, thần đã làm nên tội gì. Trầm mặc thật lâu, viên tướng quân cuối cùng mở miệng nói. Gã nói ngắn ngủi mấy câu liền để văn võ cả triều đều động dung. Cũng là võ tướng như gã, đặc biệt là chinh chiến bên ngoài, thân thuộc trong nhà gần như đều ở kinh thành, kỳ thật không khác gì hạt nhân, xem như thủ đoạn của triều đình ngăn chặn. Bọn họ luôn không nghĩ đến chuyện này, nhưng chuyện Viên Minh khiến bọn họ ý thức được. Con của mình trong tương lai một ngày nào đó cũng có thể vì nguyên nhân không rõ, bị ám hại, lập tức nhao nhao sinh lòng trắc ẩn. Bệ hạ, mời nghiêm trị Hiền Vương, cho một nhà viên tướng quân một cái công đạo. Một gã tướng quân ra khỏi hàng, ôm quyền nói. Ngay sau đó, có 7-8 người nhao nhao ra khỏi hàng. Thần mời nghiêm trị Hiền Vương, tru sát Lâm Tuấn Sinh, văn thần cũng nhao nhao mở miệng. Trong lúc nhất thời, cả triều đều là thanh âm xin giết. Hiền Vương lần này triệt để luống cuống, không khỏi nhìn về phía quốc sư ngồi ở một bên, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Đáy mắt Lâm Tuấn Sinh vốn hiện ra tia thong dong kia đã hoàn toàn biến mất, cũng ném ánh mắt cầu trợ qua quốc sư. Lúc trước gã sở dĩ đáp ứng Hiền Vương, xuất thủ đối phó Viên Minh, chính là vì có thể tiến vào Trường Xuân Quan tu hành, lại có thể bái làm môn hạ quốc sư Ngọc Hồ đạo trưởng. Bởi vì điều này không chỉ mang ý nghĩa gã có thể bình yên bước lên con đường tu hành, càng mang ý nghĩa chuyện ám sát đã được quốc sư ủng hộ, quốc sư chính là chỗ dựa lớn nhất của gã sau này. Bệ hạ, Ngọc Hồ đạo trưởng đặt chén trà xuống, thở dài. Tiểu Hoàng đế nhìn về phía lão, không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Bệ hạ, việc này nếu đã rõ ràng, xin bệ hạ xử trí sớm, chớ chậm trễ đại điển truyền vị. Ngọc Hồ đạo trưởng mở miệng nói. Chỉ là còn không đợi Tiểu Hoàng đế mở miệng, lão lại mở miệng nói, Bát Vương gia Hiền Vương chính là trọng thần, lại là hoàng thân quốc thích, xin bệ hạ nhớ tới tình nghĩa người thân, cùng công lao phụ tá những năm qua, lưu hắn một mạng. Còn Lâm Tuấn Sinh, hắn đã bái nhập môn hạ của ta, xin bệ hạ nể tình ta, giao hắn cho ta xử lý. Lão nói hời hợt mấy câu, liền muốn bảo vệ hai người này. Nhưng văn võ trong triều nghe vậy, lại không dám cãi lại, bởi vì quốc sư mặc dù chưa từng tham dự chính vụ thế tục, nhưng tu vi lão khó lường. Là người phát ngôn của Trường Xuân Quan ẩn trong triều đình, chỉ cần mở miệng, cho dù là ai cũng phải suy nghĩ một chút phân lượng trong đó. Mọi người không khỏi nhìn về phía tổ phụ Tiểu Hoàng đế, chỉ thấy sắc mặt y bất vi sở động như thường. Bệ hạ, viên tướng quân chau mày, mở miệng nói. Chỉ là gã còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy Tiểu Hoàng đế đưa tay đè lại, ra hiệu gã đừng nói nữa. Thần sắc viên tướng quân trì trệ, đầy mắt hiện vẻ thất vọng. Những người còn lại thì thầm than một tiếng, cảm giác việc này sẽ kết thúc như thế. Quốc sư, Hiền Vương cùng Lâm Tuấn Sinh hợp mưu sát hại sứ thần, người bị mưu hại lại là nhi tử tướng quân triều ta, thư đồng của ta, trọng tội bực này, há có thể dung xá. Theo ý trẫm, nhất định phải tru sát. Nếu không thể làm rõ thiên lý, chức hoàng đế này của trẫm sẽ không xứng, còn phải cần cù làm việc, chăm lo quản lý, sao có thể rút lui như vậy? Nào lại có tư cách đi Trường Xuân Quan tu hành. Bỗng nhiên, Tiểu Hoàng đế mở miệng, chính là tiếng sấm kình thiên. Tất cả mọi người nghe vậy, đều giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, Tiểu Hoàng đế vì Viên Minh lại có thể làm đến mức độ như thế. Đây là lấy chuyện thoái vị để tu luyện, tới áp chế quốc sư. Khánh Vương vừa mới bắt đầu đã bị kinh, lúc này chỉ hy vọng tranh thủ thời gian giết chết Bát Hoàng thúc này,
Về phần Lâm Tuấn Sinh kia, Thiên Đao Vạn Quả cũng bó tay. Lão hoàng đế vẫn ngồi xem trò vui, nghe tiểu hoàng đế muốn từ bỏ tu hành, lập tức nhíu mày, Thiên Minh, chuyện truyền vị, việc quan hệ quốc thống, há có thể nói đùa. Ra ra, việc này nếu không xử trí thỏa đáng, quốc pháp sẽ trở thành trò đùa, hài nhi thối lui, quốc pháp có thể lui sao? Tiểu hoàng đế hỏi ngược lại. Lão hoàng đế nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía quốc sư nói, Ngọc Hồ sư huynh, ngươi mặc dù là quốc sư cao quý, có chức trách phụ đạo tân đế tu hành, nhưng không nên nhúng tay vào quốc sự thế tục. Ngươi đừng quên, Lâm Tuấn Sinh cũng chỉ là bái nhập học trò của ngươi, còn chưa chính thức ghi vào gia phả Trường Xuân Quan. Gã ngụ ý chính là, Lâm Tuấn Sinh vẫn còn không chính thức là đệ tử Trường Xuân Quan, đương nhiên do Đại Tấn quản hạt, còn chưa tới phiên lão bao che như vậy. Đối với những chuyện thế tục này, ai sống ai chết, lão hoàng đế kỳ thật cũng không thèm để ý. Gã để ý chính là cháu trai bảo bối có tư chất tu luyện thật tốt này, có thể nhanh chóng tiến vào Trường Xuân Quan tu hành. Quốc sư nghe vậy, há miệng muốn nói, cuối cùng lại bị lão hoàng đế nhìn một cái, nên ngậm miệng lại. Điều này mang ý nghĩa nếu không có người xin tha cho Lâm Tuấn Sinh cùng Hiền Vương, hai người bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một điểm hy vọng cuối cùng trong đáy mắt Lâm Tuấn Sinh bị dập tắt, cả người chán nản co quắp ngồi trên mặt đất. Người đâu? Bắt giam Hiền Vương và Lâm Tuấn Sinh, ít ngày nữa vấn trảm. Tiểu hoàng đế mở miệng quát khẽ, lập tức có giáp sĩ tiến lên, bắt giữ hai người bọn họ. Hiền Vương lộ vẻ hoảng sợ, há miệng muốn nói, nhưng quốc sư liếc qua một cái, lập tức câm như hến. Lâm Tuấn Sinh lúc này cũng đã mất hồn phách, cả người lâm vào hoảng hốt, đợi đến khi cánh tay bị người chộp trúng, gã mới đột nhiên cuồng loạn. Chỉ thấy hai tay gã chấn động, dãy dụa thoát khỏi hai người tới khống chế gã, mặt mũi tràn đầy không cam lòng giận dữ hét lên. Bệ hạ, thần bị oan, thần sở dĩ bị Hiền Vương mê hoặc, chính là phía sau có người khác sai sử, mà người sai sử chính là quốc. Thấy hai chữ quốc sư vô cùng sống động, tất cả mọi người đều kinh hãi. Hiền Vương càng là một bộ dạng như xem người điên, nhìn về phía Lâm Tuấn Sinh, ngược lại chỉ có Viên Minh là người trong cuộc, biểu hiện chấn định tự nhiên nhất. Đúng lúc này, mọi người cảm giác được một cỗ khí lãng nóng rực dâng lên trong đại điện. Vù vù. Một đoàn hỏa cầu hừng hực gào thét tới, trước khi Lâm Tuấn Sinh nói ra miệng, đánh trúng vào ngực của gã. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh lửa bỗng nhiên nổ tung, ầm vang nổi dậy. Thân thể Lâm Tuấn Sinh trong hỏa diễm vỡ ra, hóa thành tro bụi. Khí lãng cường đại trùng kích, trong nháy mắt lật tung văn thần võ tướng xung quanh, trong điện nhất thời hỗn loạn không thôi, giáp sĩ đóng phía ngoài cũng nhao nhao, cầm đao vọt vào, giết người diệt khẩu. Trong đầu đám người bên trong điện đều toát ra ý niệm này. Bọn họ nhao nhao rời ánh mắt qua quốc sư, lại phát hiện lão đang bưng chén trà thản nhiên uống, cũng không có bất kỳ cử động công kích nào. Lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, thi pháp tuôn ra hỏa bạo thuật, rõ ràng là tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh. Tặc tử lớn mật, trẫm đã phán xử, lại còn dám mở miệng vu cáo, thực tội đáng chết vạn lần. Tiểu hoàng đế gầm thét một tiếng. Trong khi nói chuyện, gã nhịn không được nhìn Viên Minh bên cạnh một chút, thấy Viên Minh vẫn như cũ duy trì vẻ thản nhiên, tựa hồ cũng không phản ứng gì, tiểu hoàng đế lúc này mới yên lòng lại. Viên Minh trên thực tế hiểu nỗi khó xử của tiểu hoàng đế. Hôm nay trên đại điển truyền vị xử lý Lâm Tuấn Sinh cùng Bát Vương gia là hai người bọn họ lúc trước đã nghị sự, nhưng cũng giới hạn tới đây. Bất kể thế nào, trước mắt lực lượng Viên Minh không đủ để đối chọi với quốc sư, danh vọng, tu vi quốc sư, bối cảnh Trường Xuân Quan, thậm chí thế lực trong triều đều vượt xa Viên Minh. Việc này đã xong, đại điển truyền vị tiếp tục tiến hành. Tiểu hoàng đế xem như đóng hòm cuộc nháo kịch này, lập tức có người hầu đi lên dọn dẹp vết bẩn trong đại điện. Tất cả mọi người thở dài một hơi, cuộc phong ba này rốt cuộc lắng lại. Bệ hạ, thần còn có lời muốn nói. Đúng lúc này, thanh âm Viên Minh đột ngột vang lên. Lúc này, mọi người mới giật mình phát hiện, mới vừa rồi trong quá trình xung đột, Viên Minh với tư cách là người trong cuộc, kỳ thật từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện, điệu thấp đến cơ hồ khiến người quên đi hắn chính là người xui xẻo bị hại. Cho nên lúc hắn mở miệng, tầm mắt mọi người lập tức tập trung trên người hắn. Thân sắc tiểu hoàng đế khẽ biến, viên tướng quân cũng có chút khẩn trương nhíu mày. Hai người bọn họ là người hiểu rõ Viên Minh nhất trên toàn bộ đại điện, cho nên lập tức đoán được Viên Minh muốn làm gì. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Chương 245, dựa vào cái gì? Viên Minh, có chuyện gì chờ kết thúc đại điển lại nói, Tiểu Hoàng đế khuyên. Viên Minh cười, lắc đầu với gã, tiếp theo mặt hướng đám văn võ đại thần trong triều, mở miệng cất cao giọng nói, chư vị, liên quan tới chuyện ta đi sứ Nam Cương tao ngộ chặn giết. Bất luận là Hiền Vương bị bắt hay là Lâm Tuấn Sinh bị giết, chẳng qua là bị người sai khiến mà thôi, chân chính hắc thủ phía sau là một người hoàn toàn khác. Lời này vừa ra, trên đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh quỷ dị, không ít người không tự chủ nhìn về phía quốc sư, sau đó đều lập tức rời đi. Lúc trước Lâm Tuấn Sinh và Hiền Vương phản ứng, rơi vào mắt những kẻ già đời trà trộn quan trường này, không thể nghi ngờ đã sớm cho bọn họ đáp án. Chỉ là để bọn họ không hiểu là, Viên Minh tại sao lại lỗ mãng như vậy, nhất định phải đâm xuyên tầng cửa sổ che giấu này. Chẳng lẽ, hắn thật sự bằng vào sức một mình, thắng được lực lượng quốc sư? Hay là hắn ỷ vào Tiểu Hoàng đế tin dùng, thị sủng mà kiêu, quên quốc sư chính là người Trường Xuân Quan, còn là tu sĩ trúc cơ kỳ, quốc pháp Đại Tấn chưa hẳn có thể quản được lão. Thiếu niên thiên tài thành danh, một luyện khí kỳ, không nên lỗ mãng như thế mới đúng. Viên Minh, Tiểu Hoàng đế đột nhiên đề cao tiếng nói, nhìn hắn im lặng lắc đầu. Viên Minh chỉ nhìn thoáng qua chợt cười cười, tiếp theo đưa tay chỉ quốc sư, lớn tiếng quát hỏi. Ngọc Hồ đạo trưởng, thử hỏi Viên Minh ta và lão nhân gia ngươi không oán không cừu, ngươi cớ gì muốn hại ta chí tử? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tầng giấy cửa sổ kia cuối cùng vẫn bị một chỉ này thọc cho lủng mất. Lớn mật, sao dám nói xấu quốc sư như thế? Tu sĩ Trường Xuân Quan đứng ở phía sau, nhịn không được, tức giận mắng to. Quốc sư có đức độ, bao năm qua tế thiên bái thần Đại Tấn, phù hộ Đại Tấn mưa thuận gió hòa, là trụ cột Đại Tấn nước ta, ngươi sao dám như thế? Lễ bộ thượng thư là một lão giả tóc hoa râm cũng đi ra khỏi hàng, quát mắng. Quốc sư luôn luôn trầm tâm, sao có thể xuất thủ với một phàm nhân? Cũng có người biểu thị nghi vấn. Tiểu Hoàng đế im lặng nhìn những người này, trong lòng than khóc một tiếng, nhưng không trách cứ Viên Minh. Bởi vì theo lý, Viên Minh cũng không làm gì sai. Quốc sư, bất kể thế nào, ngài cũng phải cho Viên gia chúng ta một cái công đạo. Lúc này, một tiếng nói hùng hậu đột nhiên lấn át thanh âm văn thần tranh luận. Hai mắt Viên tướng quân có chút phiếm hồng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quốc sư. Mặc dù y biết rõ dựa vào lực lượng của mình, không thể làm gì được quốc sư, nhưng là phụ thân, y nhất định phải kiên định đứng ra, ủng hộ nhi tử. Quốc sư, việc này cuối cùng cần cho Viên Minh một cái công đạo. Tiểu Hoàng đế cũng mở miệng. Chuyện đã lộ, như vậy gã cũng sẽ không đưa ra lựa chọn khác, sẽ chỉ đứng bên Viên Minh. Ngọc Hồ đạo trưởng nhìn Viên Minh một chút, ánh mắt yên lặng thật lâu, cuối cùng thở dài một cái, đứng lên. An bài Hiền Vương, sai sử Lâm Tuấn Sinh trên đường đi sứ Nam Cương sát hại Viên Minh, xác thực do bần đạo gây nên. Quốc sư càng trực tiếp thừa nhận. Cái gì? Vì sao? Không có khả năng, quốc sư ngài làm sao đến mức này? Viên Minh làm chuyện gì để cho quốc sư làm như vậy? Trong lúc nhất thời, thanh âm nghi vấn nổi lên bốn phía. Lão hoàng đế cũng không nhịn được nhíu mày nhìn về phía lão. Việc này mặc dù là bần đạo gây nên, nhưng bần đạo cũng không cho là mình làm sai. Quốc sư lên tiếng lần nữa, nhưng lại như kinh lôi, nổ vang trong lòng mọi người. Tốt cho một câu không cho rằng sai. Viên Minh nghe vậy, không những không giận mà còn cười, vỗ tay nói. Viên Minh, năm đó tư chất ngươi quá kém, không thể tiến vào Trường Xuân Quan tu hành. Trong cơn tức giận lấy tiểu đạo thư họa mê hoặc thánh tâm, để bệ hạ là tuyệt đỉnh thiên tư cũng từ bỏ tu hành, thậm chí lấy đi sứ làm. Lý do, vì ngươi vào sĩ trải đường. Nếu ngươi không chết, bệ hạ sẽ không bước lên con đường tu hành, cuối cùng chỉ có thể ngộ nhập lạc lối, làm trễ nải thời cơ tốt nhất bước vào tiên đồ. Quốc sư nhìn về phía Viên Minh, nói thẳng nói. Lời này ra, văn võ cả triều đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ làm sao nghĩ tới, quốc sư lại vì chuyện này. Ngay cả ánh mắt lão hoàng đế nhìn về phía hai người rằng co, cũng trở nên có chút thâm thúy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lễ bộ thượng thư giống như tìm được lý do cãi lại, giật mình nói, biết quốc sư sẽ không vì tư dục bản thân, làm việc tà đạo, quả nhiên, hết thảy cũng là vì bệ hạ. Lời của lão rất nhanh được rất nhiều văn thần ủng hộ, nhao nhao mở miệng tán dương. Lập tức, chuyện quốc sư muốn giết chết Viên Minh trở nên chuyện hiển nhiên. Viên Minh, ngươi lầm bệ hạ sâu như vậy, nếu không phải vì ngươi, bệ hạ chỉ sợ hai năm trước đã trúc cơ.
Trên con đường tu hành, một bước chậm, cả đời chậm, ngươi mới là tội nhân. Đệ tử Trường Xuân Quan đi theo la ầm lên. Lão ẩu Bạch La Sơn Trang cùng Lạc Thủy Tiên Tử Thủy Tinh Cung bên cạnh quan sát, cũng đều âm thầm gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong lúc nhất thời thanh âm chỉ trích lớn hơn cả thanh âm vấn trách, có một ít thanh âm phản đối quốc sư cũng bị ép xuống. Chư vị, nếu bị người nhằm vào, bị người giết hại, lưu lạc Nam Cương man hoang, trải qua khó khăn trắc trở, là con của các ngươi còn có thể đại nghĩa lẫm nhiên chỉ trích như vậy không? Viên tướng quân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng ra quát hỏi, Viên Minh chưa hề mê hoặc bệ hạ. Thậm chí trong âm thầm một mực thuyết phục bệ hạ vào Trường Xuân Quan tu hành, các ngươi dựa vào cái gì trách móc nặng nề con ta, rõ ràng hắn mới là kẻ bị ép hại. Một tiếng quát chói tai chất vấn này khiến đám người á khẩu không trả lời được. Tiểu hoàng đế chậm hồi lâu mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, gã chẳng thể nghĩ tới quốc sư ra tay với Viên Minh lại do mình. Các ngươi xác thực oan uổng Viên Minh, trẫm không muốn tu luyện, hoàn toàn là do cá nhân ta, đối với chuyện mâu thuẫn thanh tu đạo quan kia, căn bản không liên quan đến Viên Minh. Tiểu hoàng đế mỏi mệt mở miệng nói, có lẽ là bần đạo sai, dù Viên Minh không lừa dối, cũng không đáng trách sao. Quốc sư thấy tiểu hoàng đế hoàn toàn đứng bên Viên Minh, cuối cùng nhường một bước. Có lẽ ta sai, Viên Minh hắn không sai sao. Nghe được lời này, hai mắt viên tướng quân sung huyết, đã vô cùng phẫn nộ. Viên Minh thì ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang cố gắng đè nén cảm xúc phẫn nộ. Quốc sư, sai chính là sai, không cần nhiều lời, ngươi nhất định phải đền bù cho Viên Minh. Tiểu hoàng đế cũng lộ ra vẻ tức giận. Đã thế, vậy đặc biệt để Viên Minh cùng bệ hạ ghi vào đạo thống, đặt vào gia phả, cùng tiến vào Trường Xuân Quan tu hành. Đợi hắn luyện hết luyện khí kỳ, còn có thể lấy được ban thưởng một viên trúc cơ đan. Ngọc Hồ đạo, trưởng suy nghĩ một chút, vuốt râu nói. Đám người nghe vậy, đều cực kỳ hâm mộ. Trường Xuân Quan tại Đại Tấn có địa vị siêu nhiên, muốn đi vào trong đó tu hành, luôn luôn muôn vàn khó khăn, địa vị xuất thân là thứ yếu, chủ yếu xem tư chất tu hành. Cho dù là nhi tử vương hầu, cũng rất khó tiến vào bên trong, Viên Minh lại không chỉ có tên trong ngạch này, thậm chí còn được hứa ban một viên trúc cơ đan, đây quả thực là thiên đại ban ân. Ngoài điều đó ra, sau khi Viên Minh tiến vào Trường Xuân Quan, còn phải cùng trẫm đồng tu Cửu Nguyên Quyết, mà không phải tu luyện Trường Xuân Công, tiểu hoàng đế mở miệng nói. Dù tiểu hoàng đế có công pháp Cửu Nguyên Quyết thì tương đương với Viên Minh có, nhưng bí mật tu hành cùng quang minh chính đại tu hành chung quy là hai hoàn cảnh khác nhau. Nghe lời ấy, một gã đệ tử Trường Xuân Quan dẫn đầu không chịu đáp ứng. Bệ hạ, Cửu Nguyên Quyết chính là thuật pháp đệ tử hạch tâm mới có thể tu hành, Viên Minh có tư chất gì? Dựa vào cái gì có thể tu luyện Cửu Nguyên Quyết? Có thể để cho hắn tu hành Trường Xuân Công đã là phá lệ rồi. Sao có thể được một tấc lại muốn tiến một thước? Ngươi nói chẫm được một tấc lại muốn tiến một thước? Tiểu hoàng đế cười lạnh nói, ta, tên đệ tử Trường Xuân Quan kia nhất thời nghẹn lời. Bệ hạ, Cửu Nguyên Quyết, bần đạo không thể làm chủ, tha thứ không thể đáp ứng. Quốc sư chắp tay, nói. Tiểu hoàng đế nghe vậy, mặt lộ vẻ chần chừ. Chư vị, ta nghĩ mọi người chắc đã hiểu lầm. Lúc này, thanh âm Viên Minh vang lên lần nữa. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Ta sở dĩ đứng ở chỗ này chỉ chứng quốc sư, không phải là vì muốn bồi thường, cũng không phải muốn chư vị chủ trì công đạo cho ta. Ta chỉ hy vọng mọi người có thể chứng kiến, cho ta một cơ hội khiêu chiến quốc sư. Viên Minh nói xong, lại như sấm sét giữa trời quang. Hắn có ý gì? Hắn muốn khiêu chiến quốc sư. Viên Minh hắn có phải điên rồi hay không? Khiêu chiến quốc sư. Khiêu chiến thế nào? Tỉ thí thư họa hay là tỉ thí sáng tác? Nói đùa cái gì đó? Mặc kệ là người ủng hộ quốc sư hay là phản đối quốc sư, tất cả đều coi Viên Minh điên rồi. Vốn cho hắn là một thiên tài, chưa từng nghĩ xuẩn độn như vậy. Bệ hạ đã tranh thủ thiên đại lợi ích cho ngươi, ngươi làm việc như thế, đặt bệ hạ ở chỗ nào? Quả thực là không biết tốt xấu, không biết sống chết. Viên tướng quân vọt thẳng đến cạnh Viên Minh. Y đưa tay đè lại bả vai nhi tử, hạ giọng khuyên, chúng ta đấu không lại quốc sư, bệ hạ có thể làm đã là bồi thường lớn nhất, chớ hành động theo cảm tính. Minh ca, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tiểu hoàng đế cũng đi tới trước người Viên Minh, chau mày, lấy thanh âm chỉ có bọn hắn nghe được, hỏi. Cha, bệ hạ, ta đi chuyến Nam Cương này, trải qua hung hiểm,
kỳ thật vượt xa Thịnh Công Tử Nam Du Ký mà ta viết. Lúc rời Thiết Hổ Trấn, quốc sư còn phái tu sĩ chặn giết ta một lần, ta từng bước một đi về. Tới đây, bất quá chỉ là muốn tranh mệnh ta, tranh một hơi này. Hôm nay nếu không quang minh chính đại giải quyết hắn, về sau ta phải đề phòng hắn cả một đời. Viên Minh cười cười, mở miệng nói. Nếu chỉ là Lâm Tuấn Sinh một lần kia nhằm vào, Viên Minh có lẽ thật sự tiếp nhận quốc sư hòa giải, nhưng bên ngoài Thiết Hổ Trấn lại tiếp tục truy sát hắn, làm cho hắn không cách nào tha thứ. Có thể một, không được hai. Ân, Viên Minh ta sẽ báo, thù, Viên Minh ta phải trả. Dứt lời, hắn chuyển hướng đám người, cao giọng quát hỏi, mối thù sát thân, dựa vào cái gì quốc sư nói hời hợt một câu xin lỗi, ta lại chịu. Dựa vào cái gì Trường Xuân Quan cho ta một danh ngạch tu hành, ta phải mang ơn. Dựa vào cái gì ta phải cảm ơn kẻ muốn giết ta, các ngươi lại mắng ta không biết tốt xấu. Ta cũng phải hỏi chư vị một chút, ta có gì sai? Các ngươi vì sao không cho phép? Ánh mắt Viên Minh đảo qua đám người, nghiêm nghị hỏi. Viên Minh quát hỏi, như kinh lôi giữa ruộng cạn, chấn động khiến gò má tất cả mọi người nóng lên, yên tĩnh không dám nói gì. Chương 246, quyết đấu. Ta tiếp nhận. Trong đại điện yên lặng thật lâu, rốt cuộc vang lên tiếng của quốc sư. Ai? Không biết ở nơi nào truyền đến một tiếng thở dài. Viên Minh tự tìm đường chết à? Chỉ sợ sau ngày hôm nay, Nam Du Ký phải đứt đoạn rồi. Sao lại đến mức này? Làm sao lại đến mức này à? Minh ca, ngươi nghĩ kỹ chưa? Thật muốn như vậy. Hiện tại đổi ý còn kịp, chẫm có thể. Tiểu hoàng đế chưa nói hết thì đã bị cắt lời. Tin ta đi. Viên Minh mỉm cười nói, lại lén nháy mắt với tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế khẽ ngẩn người, lại không nói thêm nữa. Câu nói kia của Viên Minh cũng đã chặn ngang lời khuyên của viên tướng quân. Mặc dù ông đầy sầu lo nhưng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, tin rằng con trai mình làm vậy tất yếu có chỗ dựa. Rất nhanh, quốc sư và Viên Minh đã ký xuống giấy sinh tử ngay tại điện Thái An. Mọi người rời bước ra trên quảng trường bên ngoài đại điện, cấm quân đã sớm thu xếp sân bãi đủ không gian cho bọn họ thi đấu. Giấy sinh tử đã ký, không ai có thể can thiệp vào cuộc giao phong giữa các ngươi cho đến khi phân ra sinh tử. Sau này, mặc kệ kết quả thế nào, hai bên không thể dùng bất cứ lý do gì trả thù đối phương hoặc trả thù gia tộc và tông môn đối phương. Gia tộc và tông môn sau lưng hai bên cũng tương tự, không thể dùng bất kỳ lý do gì trả thù đối phương. Tiểu hoàng đế hiếm khi hiển lộ ra uy nghi của bậc đế vương, đứng trên trung tâm đài cao, lớn giọng tuyên bố. Nói xong, y nhìn về phía ba người lão hoàng đế, bà lão tóc trắng và Lạc Thủy tiên tử ở bên cạnh. Bọn họ chính là nhân chứng có trọng lượng nhất trong lần quyết đấu này. Lạc Thủy tiên tử tiếc hận nói, đáng tiếc, châu chấu đá xe. Lão hoàng đế lại nói, binh sĩ Tấn Quốc ta đều như vậy, quả không hổ danh con cháu tướng môn. Nói xong ba người liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Quyết đấu bắt đầu. Tiểu hoàng đế giơ tay lên, ra lệnh một tiếng. Viên Minh cùng quốc sư Ngọc Hồ đạo trưởng cùng đi tới giữa quảng trường, đứng đối diện cách nhau chừng hơn 10 bước. Bây giờ ngươi nhận thua vẫn còn kịp, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi cũng không cần mơ tưởng xa vời tiến vào Trường Xuân Quan, gỗ mục không thể điêu khắc. Ngọc Hồ đạo trưởng nhìn về phía Viên Minh, thản nhiên mở miệng nói. Viên Minh không nói gì, chỉ vươn tay làm ra tư thế mời. Đã không biết sống chết, vậy đừng trách bản quốc sư hạ thủ vô tình. Ánh mắt Ngọc Hồ đạo trưởng chuyển lạnh, phất ống tay áo. Ánh đỏ chói mắt hiển hiện, ba con hỏa xà cực lớn từ trong ống tay áo lão phóng ra. Mỗi con hỏa xà có chiều dài 2-3 trượng, vảy rắn tươi tắn rõ nét đầy sống động, tựa như là một con mãng xà chân chính đan xen vào nhau đánh về phía Viên Minh. Hỏa xà thuật trung cấp, Viên Minh không chút bối rối, trong tay lóe lên ánh sáng màu xanh lam, tế ra thủy vân phiên. Hắn không còn che giấu tu vi, pháp lực trúc cơ kỳ cường đại rót vào bên trong thủy vân phiên. Lá cờ đón gió biến lớn gấp vài lần cuốn quanh thân thể hắn. Trước mặt lá cờ hiện lên một tầng hơi sương màu lam dày đặc. Mấy trượng quanh đó cũng tức khắc lây nhiễm hơi nước lạnh lẽo. Ba con hỏa xà đánh vào thủy vân phiên, phát ra vài tiếng nổ lớn. Hơi nước xung quanh thủy vân phiên tán loạn đi hơn phân nửa, lá cờ rung lắc kịch liệt nhưng nhanh chóng ổn định lại, hơi nước màu lam cũng nhanh chóng khôi phục. Đây là tu vi trúc cơ kỳ. Viên Minh vậy mà đã trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn mới tu luyện được 3 năm mà.
Trong lúc hắn lưu lạc Nam Cương, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trường Xuân Quan vậy mà bỏ qua một hạt giống tốt như vậy, thật đáng tiếc. Lạc Thủy Tiên Tử, bà lão chống gậy của Bạch La Sơn Trang cùng đám tu sĩ ầm ĩ nghị luận sôi nổi, trong đó không thiếu thanh âm vui sướng khi người gặp họa. Viên Tộ Trùng sững sờ tại chỗ, trong lòng thở phào một hơi, rồi chửi nhỏ một tiếng, tiểu tử này, đến lão tử mà cũng dám lừa gạt. Dù mắng chửi nhưng ai nấy đều nghe ra được trong lời lẽ đầy hưng phấn và kích động. Ánh mắt tiểu hoàng đế sáng ngời, mừng rỡ vỗ tay. Ngọc Hồ đạo trưởng cũng lộ vẻ khiếp sợ, trong lòng khó hiểu mà xẹt qua một chút hối hận, sau đó chuyển thành sát khí dày đặc. Lúc trước lão còn nghĩ vì thân phận mình mà dự định chỉ phế đi tu vi đối phương cho xong việc, đồng thời thuận thế bán cho Hoàng Thất và Lưu Thiên Minh một chút thể diện. Không ngờ không biết Viên Minh vận dụng thủ đoạn gì ẩn giấu tu vi, chỉ trong 3 năm đã tu tới trúc cơ kỳ. Đến nước này lão quyết không lưu lại đường sống cho đối phương, nếu không chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Ý niệm trong đầu lão xoay chuyển, hai tay bấm niệm pháp quyết đánh ra bốn phía xung quanh. Vù vù. Quanh người lão đột nhiên dâng lên một cột sáng màu đỏ, xông thẳng lên cao, tới chừng chục trượng thì cột sáng bỗng dưng nổ tung rồi dần khuếch tán ra. Trong chớp mắt, nơi đó đã hình thành nên một đám mây lửa rộng mười mấy trượng, màu sắc đỏ tươi dị thường. Là hỏa vân bí thuật áp đáy hòm của quốc sư, xem ra lão không định để Viên Minh còn sống rời khỏi đây. Trong lòng tiểu hoàng đế thót lại rồi trở nên nặng nề, khẽ nhếch môi muốn thi triển thuật truyền âm của Trường Xuân Quan nhắc nhở Viên Minh. Nếu hai người họ đã ước định đơn đả độc đấu, ngươi vẫn không nên tùy tiện nhúng tay vào thì hơn. Một tiếng truyền âm vang lên trong tai y, vẻ mặt tiểu hoàng đế ngưng trọng lại, đành bỏ ý định truyền âm. Viên đại tướng quân không nói một lời, mắt nhìn thẳng quảng trường, hai tay đã nắm thật chặt. Tuy rằng Viên Minh không biết Ngọc Hồ đạo trưởng thi triển thần thông gì nhưng hắn từng trải qua cửu tử nhất sinh nơi Nam Cương, lại còn trực tiếp tham dự tràng tai kiếp ở Bích La Động. Lúc ở luyện khí kỳ đã không ít lần giao phong với tu sĩ trúc cơ kỳ, cho nên kinh nghiệm đấu pháp phong phú, sẽ không mặc sức để đối phương muốn làm gì thì làm. Chỉ thấy hắn giơ cao hai tay lên không trung. Từ hai tay hắn phóng ra liên tiếp 3-4 kiện pháp khí, có Hàn Tinh Kiếm, Cửu Hoàn Kim Đao, Ô Sơn Chảo cùng một loạt pháp khí trung phẩm khác. Sau khi tiến giai lên trúc cơ kỳ, thần hồn lực của hắn tăng lên rất nhiều, lại có thêm Minh Nguyệt Quyết gia trì nên hắn càng thêm dễ dàng điều khiển đồng thời nhiều loại pháp khí tiến hành phối hợp công kích. Mấy pháp khí này tạo thành một dòng nước lũ đủ màu sắc nhắm thẳng về phía Ngọc Hồ đạo trưởng. Dưới hàng loạt hào quang của các pháp khí chen lấn, có một luồng ánh sáng đen mờ nhạt hết sức mảnh từ một kiện pháp khí hắc châm hóa thành. Đã đi vòng một vòng lớn, vô thanh vô tức đâm thẳng vào phía sau lưng của Ngọc Hồ đạo trưởng. Ngọc Hồ đạo trưởng không đổi sắc mặt, bắt chéo hai tay đang được luồng sáng đỏ thẫm bao bọc chắn trước người mình. Đám mây lửa trên không trung quay cuồng cuồn cuộn như thể một bãi nham thạch nóng chảy, phát ra từng tràng âm thanh như sấm rền. Hơn 10 hỏa cầu có hình thù như những giọt nước, to như cái đấu từ trong đám mây bắn xuống, đánh vào quanh người Viên Minh. Ầm ầm, hỏa cầu đồng loạt nổ tung tạo thành một quầng sóng lửa cực lớn đã đánh tan tầng hơi nước hộ thể dày đặc quanh người hắn. Thậm chí Hàn Tinh Kiếm, Cửu Hoàn Kim Đao cùng các pháp khí khác, kể cả châm pháp hắc châm cũng bị nổ bay ra ngoài. Mặt đất bên dưới cũng hứng chịu ảnh hưởng, gạch lát đá xanh bị đánh nát bấy, mặt đất bị cạo sâu một lớp, nhất thời bụi mù thổi tung bốn phía. Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, sâu trong ánh mắt còn xen lẫn một tia khó hiểu. Ngọc Hồ đạo trưởng nhếch miệng nở một nụ cười lạnh, nâng một tay lên, ngón tay nhắm thẳng về phía Viên Minh điểm nhẹ. Đám mây lửa cuồn cuộn trên không trung lại nổ vang rền, từ bên trong đó lại bắn ra hơn 10 hỏa cầu to lớn nhắm thẳng hướng đến chỗ Viên Minh. Tốc độ nhanh hơn hẳn so với lúc trước, hoàn toàn chặn kín mọi đường lui của hắn. Viên Minh chỉ cảm thấy có một luồng sóng nhiệt ngút trời bao bọc một cỗ linh áp đáng sợ ập vào mặt, không khỏi sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng mà hắn lại không né tránh, pháp quyết trong tay nhanh chóng biến đổi, ánh sáng màu lam của Thủy Vân Phiên bao quanh người tỏa sáng ngời. Hắn cũng tế xuất ra mặt kính bát quái màu vàng cổ kính, một màn sáng vàng nhanh chóng khuếch tán, gia tăng thêm một tầng phòng ngự bao quanh người hắn. Hắn vừa mới làm xong mấy chuyện này thì 10 hỏa cầu kia đã vụt tới, đánh xuống màn sáng màu vàng. Tiếng nổ tung kinh thiên động địa vang lên liên tục. Lửa cháy đỏ thẫm cuồn cuộn nổi lên, rồi hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thẫm bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh đó. Gương mặt của Ngọc Hồ đạo trưởng đã có vẻ trắng bệch,
Tựa hồ lần thi pháp vừa rồi đã tiêu hao không ít pháp lực, nhưng khóe miệng lão vẫn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hỏa vân bí thuật của lão có uy lực tuyệt đại, một kích vừa rồi lại là dốc toàn lực xuống. Dù có là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không dám chính diện chống đỡ, chứ đừng nói chỉ là tu sĩ vừa mới bước vào trúc cơ sơ kỳ như Viên Minh. Nhưng mà tức khắc sau, dáng tươi cười của Ngọc Hồ đạo trưởng đã cứng đờ lại. Thần thức của lão đã cảm ứng được khí tức Viên Minh vẫn còn tồn tại trong vòng vây của ngọn lửa đỏ thẫm cuồn cuộn, hơn nữa tựa hồ như không chịu bao nhiêu thương tổn cả. Chuyện này tuyệt không thể nào. Ngọc Hồ đạo trưởng vội thi pháp tiếp, mây lửa trên không trung lại bắt đầu chuyển động. Thế nhưng lão còn chưa kịp hành động tiếp, mặt đất dưới chân lão đột ngột nứt toác ra. Hơn 10 nhánh dây tử đằng màu đen cực lớn từ bên dưới xông lên, như thể những ngọn trường thương nhọn hoắt đâm về phía người lão. Ngọc Hồ đạo trưởng dù kinh nhưng không loạn, lật tay tế ra một cái dù màu vàng, vung tay nhấc lên đỉnh đầu. Soạt một tiếng, tán dù mở ra, xoay tròn không thôi. Từng tia sáng màu vàng hơi mông lung từ tán dù rơi xuống, chớp mắt đã hình thành một màn sáng vàng hình trụ bao quanh người lão. Nhánh tử đằng đen đánh lên màn sáng này đều bị bắn ngược ra, màn sáng lại không có bao nhiêu rung động. Trong màn lửa đỏ kia, Viên Minh lau vết máu nơi khóe miệng, mắt nhìn chằm chằm vào pháp khí phòng ngự thượng phẩm là tán dù màu vàng của lão. Trước mặt hắn là mặt kính bát quái đã bị chia năm xẻ bảy, mất đi linh tính rơi xuống dưới chân. Thủy Vân Phiên vẫn còn nhưng hào quang đã ảm đạm đi không ít, hiển nhiên cũng đã bị tổn thương không nhỏ. Vừa rồi lúc bát quái kính bị nổ tung, hắn quyết đoán tế ra pháp khí nghiên mực màu đen cùng hợp lực với Thủy Vân Phiên ngăn cản lại. Nếu không e rằng hắn khó mà ngăn cản được sức oanh kích của hơn 10 hỏa cầu nổ tung kia. Viên Minh vỗ hai tay xuống mặt đất, lòng bàn tay sáng ngời ánh sáng xanh lục. Mặt đất xung quanh Ngọc Hồ đạo trưởng đồng loạt rạn nứt, từng nhánh dây cây tử đằng vừa thô vừa to chui ra cuốn lên màn sáng màu vàng quanh người Ngọc Hồ đạo trưởng, vây bọc tầng tầng lớp lớp. Chỉ qua vài hơi thở, màn sáng quanh người Ngọc Hồ đạo trưởng đã bị vô số dây leo vây bọc phủ kín. Lòng đất cách dưới chân Ngọc Hồ đạo trưởng tầm mấy trượng là một đằng nhân đang nửa nằm nơi đó, đúng là Hoa Chi. Từ trước lúc đại điển truyền ngôi diễn ra, Viên Minh đã phân phó Hoa Chi vụng trộm lẻn xuống dưới lòng đất. Hoa Chi thi triển mộc ẩn thuật che giấu khí tức, di chuyển sâu dưới lòng đất đi tới ẩn nấp dưới chân Ngọc Hồ đạo trưởng. Chủ nhân, một mình ta ra tay đã dư sức xử lý lão đạo này rồi, Hoa Chi kiêu ngạo reo lên. Dòng dài, Viên Minh lần lần nữa khống chế đám pháp khí phóng ra, nhưng lần này không tấn công Ngọc Hồ đạo trưởng mà nhắm thẳng hướng tới đám mây lửa trên không trung. Trên mặt Ngọc Hồ đạo trưởng hiện rõ vẻ kinh ngạc, vội bấm niệm pháp quyết điểm lên không trung. Đám mây lửa trên không trung lại bắt đầu quay cuồng, gần 20 hỏa cầu bắn xuống. Một nửa hỏa cầu nghênh đón đám pháp khí bay tới, một nửa còn lại đánh xuống mặt đất. Âm âm tiếng nổ tung ầm ĩ, từng quầng lửa đỏ thẫm xuất hiện trên không trung, các pháp khí như Hàn Tinh kiếm lại bị nổ bay đi, Ô Sơn chảo còn bị đánh tới chia năm xẻ bảy, hoàn toàn hư tổn. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 247, chém giết. Cùng lúc đó, 7-8 hỏa cầu nửa còn lại cũng đã hung hăng nhắm hướng yêu đằng nện xuống. Hai bàn tay Hoa Chi đang ẩn dưới lòng đất chợt hiện lên ánh sáng xanh rồi nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Đông đảo nhánh yêu đằng tím đang trùm kín màn sáng màu vàng đột nhiên tách ra, nhanh chóng giạt ra hai bên, hiển lộ ra màn sáng màu vàng cùng với Ngọc Hồ đạo trưởng, nên đón hỏa cầu rơi xuống. Ngọc Hồ đạo trưởng thấy thế mà giật mình kinh hãi, vội bấm niệm pháp quyết khống chế hỏa cầu thay đổi hướng rơi. Đáng tiếc đã không còn kịp, 4-5 hỏa cầu cứng rắn oanh tạc lên màn sáng màu vàng, phần còn lại thì rơi xuống đống dây mây tím. Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang lên, Ngọc Hồ đạo trưởng bị bao phủ trong ngọn lửa cháy ngút trời. Viên Minh vừa nhận oanh kích, Ngọc Hồ đạo trưởng cũng nhận phải oanh kích không khác nhau bao nhiêu. Màn sáng màu vàng run rẩy kịch liệt, nhưng tán dù màu vàng không bị vỡ vụn như bát quái kính. Trong màn sáng, sắc mặt Ngọc Hồ đạo trưởng càng thêm tái nhợt. Tuy rằng yêu đằng tím chỉ bị một vài hỏa cầu công kích nhưng nó cũng bị trọng thương, gần một nửa dây mây bị nổ nát, còn lại cũng mang đầy thương tích. Hoa Chi cũng lộ ra vẻ đau đớn. Nó há mồm phun ra một luồng ánh sáng xanh lục. Những nhánh dây yêu đằng bị hư tổn nhanh chóng hợp lại với nhau tạo thành hai bàn tay to cỡ một trượng màu tím sẫm,
hung hăng đánh xuống màn sáng màu vàng. Viên Minh cũng không ngừng thế công, tiếp tục khống chế Hàn Tinh kiếm cùng đám pháp khí bắn về phía đám mây lửa trên không trung. Đồng thời bàn tay hắn vỗ vào túi dưỡng thi bên hông, một con hồn nha chui vào bên trong, dung nhập vào vượn trắng. Vượn trắng đột nhiên mở mắt ra, nhảy ra khỏi túi dưỡng thi. Viên Minh nhổ cây đinh phong thi trên người vượn trắng ra. Nhất thời, một luồng khí tức cường đại xuất hiện trên người vượn trắng, hai chân nó đạp mạnh xuống mặt đất hóa thành một cái bóng trắng lao vút về phía Ngọc Hồ đạo trưởng. Vào lúc này, trước mắt bao nhiêu người, vượn trắng đã bày ra đầy đủ thực lực trúc cơ hậu kỳ. Đầu tiên là yêu đằng xuất hiện dưới lòng đất, hiện giờ lại xuất hiện một con vượn trắng có thực lực trúc cơ hậu kỳ. Xem ra hôm nay Viên Minh đã sớm có dự mưu chứ không đơn giản như vậy. Trên đài cao, Lạc Thủy tiên tử thản nhiên nói. Mới vừa nãy còn tưởng kẻ này không biết trời cao đất rộng, không tưởng được hắn còn trẻ vậy đã đa mưu túc trí như thế. Tình hình Ngọc Hồ có vẻ không ổn rồi. Ai bảo lão một mực hưởng phúc trong triều đình Đại Tấn, bao nhiêu năm chưa hề động thủ qua. Bà lão chống gậy cười nói. Lão hoàng đế không nói gì, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của những người vây xem quanh đó nhìn về phía Viên Minh đã bất chi bất giác mang theo vài phần kính sợ, không còn vẻ khinh miệt như ban đầu nữa. Ngọc Hồ đạo trưởng đối mặt với thế công liên tiếp của Viên Minh đã bắt đầu toát mồ hôi. Lão vừa triệu hoán hỏa cầu tiếp tục dây dưa với bàn tay bằng dây leo màu tím và Hàn Tinh kiếm, đồng thời cũng đưa tay vỗ vào túi chữ vật bên hông. Một luồng sáng trắng bắn ra, hóa thành một con rối mang hình dạng con người cao lớn màu xanh, nhìn qua rất giống với người rối cơ giới của Hỏa Luyện Đại Sư. Hai mắt nó chớp lóe lên ánh sáng xanh nhàn nhạt, vừa đáp xuống đất đã bắt đầu phóng thẳng về phía vượn trắng. Người rối màu xanh cầm trong tay thanh đại kiếm trắng bạc nhanh chóng ngăn cản vượn trắng lại. Đại kiếm trắng bạc bạt ngang qua, vượn trắng tung ra một quyền. Quyền này được bao phủ bởi ánh sáng vàng nồng đậm đụng thẳng vào đại kiếm mang màu trắng bạc. Đen. Tiếng kim loại va vào nhau, vượn trắng bị bức lui hai bước, còn người rối màu xanh thì đạp đạp lùi lại liên tục 5-6 bước. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen mảnh nhỏ không chút dấu hiệu lóe lên phía sau lưng người rối. Ba tấm phù văn không hề ẩn giấu nữa được đồng loạt thúc giục, hắc châm bắn ra một tia sáng đen dài hơn một thước, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, lóe lên rồi biến mất, đâm thẳng vào sau gáy người rối. Đinh! Một tiếng, sau gáy người rối màu xanh bắn ra tia lửa tung tóe, hắc châm đâm vào được một nửa, khiến phần sọ não gần đó cũng phải lõm vào một lỗ. Nhưng người rối màu xanh lại như không có việc gì, vẫn tiếp tục chém giết với vượn trắng, gắt gao ngăn cản nó lại. Viên Minh nhíu mày, thi triển vô ảnh bộ, đồng thời mạnh mẽ thúc giục thần thông nơi thắt lưng bằng bạch ngọc. Cả người hắn nhoáng lên rồi biến mất, sau một thoáng lại xuất hiện đầy quỷ mị phía sau lưng người rối. Hắn vung tay lên cao, một tia sáng bạc đánh thẳng vào người rối màu xanh. Hóa ra là lệnh bài màu bạc hắn lấy được từ trong dạ dày của Tuyền Qua thú trước kia. Ngay sau đó tay trái hắn cũng đánh ra, một tấm phù chú màu vàng cũng đánh thẳng hướng về phía người rối màu xanh. Lệnh bài màu bạc đánh lên người rối màu xanh trước phát ra một tiếng keng giòn vang, lại không tạo thành thương tổn gì đối với nó. Vượn trắng đang dây dưa cùng người rối cũng đột ngột lùi về phía sau, cách xa một khoảng. Người rối màu xanh đang định đuổi theo thì tấm phù lục màu vàng đã bay vụt tới, đánh thẳng vào lồng ngực nó. Ánh sáng vàng bùng lên rồi hình thành một màn sáng vàng như thể một cái lồng giam bao phủ người rối vào bên trong. Tấm phù lục này có tên là Thổ Lao Phù, là một loại phù lục trung giai có năng lực giam cầm mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể giam cầm tu sĩ luyện khí kỳ và hung thú cấp 1 mà thôi. Ngọc Hồ đạo trưởng khinh thường hừ lạnh, đang muốn khống chế người rối màu xanh vung đại kiếm phá vỡ lồng giam Thổ Lao Phù thì lại có một luồng sáng màu bạc đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan tràn lên mặt đất rồi phủ lên cả mặt trên của màn sáng Thổ Lao Phù. Trong thoáng chốc nó đã che kín hết thảy, hình thành nên một không gian phong bế màu bạc. Ánh sáng xanh trong mắt người rối chợt ảm đạm đi. Nó đứng ngây ngốc, không nhúc nhích bên trong màn hào quang của Thổ Lao Phù. Ngọc Hồ đạo trưởng đột nhiên phát hiện màn sáng bạc bên trong Thổ Lao Phù tựa hồ có tác dụng ngăn cách thần thức, khiến thần thức liên lạc giữa lão và người rối màu xanh bị cắt đứt ngay tức khắc. Lão vừa sợ vừa giận, đang định dùng hỏa vân bí thuật phá vỡ Thổ Lao Phù thì vượn trắng đã vọt tới, tiến vào phạm vi cách lão ba trượng. Ngọc Hồ đạo trưởng đã không còn quan tâm người rối màu xanh nữa mà bấm quyết điểm lên đám mây lửa. 10 hỏa cầu vốn đang tấn công yêu đằng tím và đám pháp khi Hàn Tinh kiếm đều đã chuyển hướng,
gào rít đánh về phía Vượn Trắng. Không chỉ như thế, tay phải Ngọc Hồ đạo trưởng còn hiện lên luồng sáng màu đỏ, một tấm phù lục đỏ tươi lớn khoảng lòng bàn tay hiện ra. Mặt trên tấm phù lục phủ kín phù văn, tản ra linh lực chấn động có thuộc tính hỏa mãnh liệt dị thường. Hiển nhiên đây phải là loại phù lục cao cấp nào đó. Lão phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập vào trong tấm phù lục đỏ này, rồi mạnh mẽ bóp nát nó. Một con hỏa long đỏ thẫm dài mấy trượng đột nhiên xuất hiện, tản mát ra độ nóng kinh người, dương nanh múa vuốt nhào về phía Vượn Trắng. Ánh mắt Ngọc Hồ đạo trưởng đầy bén nhọn. Trong vô số thủ đoạn của Viên Minh, chỉ có con Vượn Trắng này mang đến lão một loại cảm giác uy hiếp như ngồi trên đống lửa. Chỉ có diệt trừ vật này lão mới có thể yên tâm chậm rãi đối phó với Viên Minh. Ngay lúc này, trước người Ngọc Hồ đạo trưởng chợt lóe lên một bóng người, Viên Minh như quỷ mị thoáng hiện ra. Trong mắt hắn chớp lóe ánh sáng trắng, thi triển ra thần thông huyễn thuật vừa mới tập được. Ngọc Hồ đạo trưởng không kịp đề phòng, vẻ mặt thoáng, chuyển sang mê ly trong chốc lát. Phần đông hỏa cầu vốn phải đánh về phía Vượn Trắng lại chuyển hướng nhắm vào một chỗ không người. Con hỏa long cũng đổi hướng, đánh vào một bãi đất trống bên cạnh. Vượn Trắng đột nhiên tăng tốc, lập tức xuất hiện ở trước người Ngọc Hồ đạo trưởng, vung một quyền ra. Tiếng quyền xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Hoa Chi cảm ứng được cảnh tượng này, không biết làm sao lại trở nên giận dữ. Trên người tuôn ra luồng ánh sáng xanh lục nồng đậm, nhanh chóng được hai tay nó truyền lên hai bàn tay bện bằng dây mây cực lớn phía trên. Năm ngón tay trên bàn tay kia đột nhiên tách ra. Hai bàn tay tạo thành 10 ngón tay, hóa thành 10 thanh kiếm bằng dây leo, tản ra khí tức sắc bén dị thường, hung hăng đâm về phía màn sáng màu vàng. Nhưng mà một quyền của Vượn Trắng có tốc độ quá nhanh, đã vượt lên đánh vào màn sáng màu vàng. Viên Minh toàn lực khống chế hồn nha trong cơ thể Vượn Trắng, nháy mắt này đã dốc toàn bộ lực lượng Vượn Trắng đến cực hạn, bộc phát ra một lực lượng bài sơn đảo hải đập lên màn ánh sáng vàng. Màn sáng màu vàng lên tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng vỡ nát màu vàng. Tán dù vàng trên đầu Ngọc Hồ đạo trưởng cũng vang lên một tiếng xoẹt rồi lập tức vỡ vụn, hóa thành 7-8 miếng vải rách, mất hết linh tính. Hai bàn tay cực lớn cũng ra sức chụp xuống, 10 ngón tay đâm vào thân thể Ngọc Hồ đạo trưởng, xỏ xuyên 7-8 lỗ thủng trên người lão. Ngọc Hồ đạo trưởng giật mình bừng tỉnh, chỉ cảm thấy tinh huyết trong cơ thể nhanh chóng thoát đi, toàn thân tê liệt, thậm chí còn không thể kêu thảm lên được một tiếng. Ánh sáng xanh chợt lóe, Viên Minh lướt đến bên cạnh, tay cầm một thanh bảo kiếm chém xuống, một luồng kiếm quang lóe lên. Thân thể Ngọc Hồ đạo trưởng bất động, phần đầu đã bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất cách đó 3 trượng. Máu tuôn ra như suối, bắn cao hơn 1 xích, mùi máu tanh nồng nặc. Bên ngoài sân, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhất thời tĩnh lặng. Đến khi mấy mũi kiếm bằng dây leo rút ra khỏi thân thể Ngọc Hồ đạo trưởng, thi thể ngã xuống đất, mọi người mới thoáng hô a lên một tiếng. Rồi sau đó, toàn trường lại trở nên tĩnh lặng. Tiểu hoàng đế ngây ngốc nhìn Viên Minh, lại nhìn qua thi thể không đầu của Ngọc Hồ đạo trưởng, nhất thời nửa khắc vẫn chưa thể nào lấy lại tinh thần được. Viên tướng quân vung nắm tay lên trời, miệng thở phào một hơi dài, sau đó cao giọng hô, con ta uy vũ. Viên Minh đưa tay triệu hồi tất cả pháp khí về, ngay cả những mảnh vỡ pháp khí trên mặt đất cũng không lưu lại. Hoa Chi càng chui sâu xuống dưới lòng đất, biến mất không còn bóng dáng. Viên Minh lách mình xuất hiện ở bên cạnh Vượn Trắng, yên lặng cắm phong thi đinh vào rồi thu nó vào trong túi dưỡng thi. Sắc mặt hắn cũng buông lỏng ra, huyết sắc trong mắt mơ hồ nổi lên cũng nhanh chóng bị đè ép xuống. Hắn lập tức đi vào màn sáng màu vàng gần đó, thi pháp tản đi màn sáng của thổ lao phù, vầng sáng bạc bên trong cũng theo đó mà tiêu tán. Lòng bàn tay Viên Minh phát ra một cỗ hấp lực, thu lệnh bài màu bạc vào trong tay rồi cất đi. Một bóng người xuất hiện bên cạnh thi thể Ngọc Hồ đạo trưởng, là tổ phụ của Lưu Thiên Minh. Lúc này lão hoàng đế nhìn về phía Viên Minh, trầm mặc thật lâu mới nói, quả không hổ danh là con cháu Viên gia, đáng tiếc Trường Xuân Quan không giữ được người. Tiền bối quá khen, vãn bối làm càn nếu lỡ đắc tội Trường Xuân Quan mong tiền bối thông cảm. Viên Minh áy náy nói, lão hoàng đế cũng không đáp lời. Trận quyết đấu chấm dứt, người thắng là Viên Minh. Sau một lúc lâu, lão hoàng đế mới đột nhiên mở miệng, cất cao giọng tuyên bố kết quả. Đám người quanh đó phát ra một tràng hoan hô, lại như mang đầy sợ hãi thán phục. Phải nói trận quyết đấu này thú vị hơn buổi lễ nhàm chán kia bao nhiêu đi. Lão hoàng đế vẫy tay,
một đệ tử Trường Xuân Quan tiến lên thu thi thể Ngọc Hồ đạo trưởng cùng với người rối màu xanh ở bên cạnh lại. Không nên cô phụ đứa nhỏ Thiên Minh, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão Hoàng đế khẽ dặn dò, nói xong bèn quay người rời đi. Nhìn Lão Hoàng đế rời đi, Viên Minh thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trong suốt như nước, trong lòng như buông bỏ được một tảng đá nặng nề. Tại thiên điện nơi Hoàng cung, Viên Minh đang ngồi đối diện với Tiểu Hoàng đế. Minh ca, ngươi thật không có nghĩa khí, tiến giai trúc cơ kỳ còn gạt ta. Nói, phải phạt ngươi thế nào? Tiểu Hoàng đế bưng trà nhấp một ngụm, vừa cười vừa nói. Ta nhận phạt, có một loại bí thuật lấy được từ Nam Cương, hẳn là độc nhất của một gia tộc nào đó, ta liền truyền cho ngươi. Không nên tùy tiện sử dụng miễn cho người nhà đó nhìn chằm chằm vào. Nói xong, Viên Minh đưa tàng nguyên thuật ra, giảng giải cho Tiểu Hoàng đế. Chương 248, đưa tiễn. Thế lực quốc sư ở kinh thành rất lớn, ta phải bày ra thế yếu. Nếu ta biểu hiện ra tu vi trúc cơ kỳ, quốc sư tất sẽ mời những tu sĩ đẳng cấp cao hơn tới động thủ với gia. Lâm Tuấn Sinh cũng sẽ không ngoan ngoãn ở lại kinh thành. Viên Minh nói, uống một hơi cạn sạch chén trà. Nói cũng đúng, chuyện hôm nay ngươi đánh chết Ngọc Hồ đạo trưởng sẽ truyền khắp các quốc gia trong vài ngày tới, thanh danh đại bạo nhưng lại triệt để đắc tội với một hệ quốc sư trong Trường Xuân Quan. Ngày sau có tính toán gì không? Đương nhiên Tiểu Hoàng đế không thật sự trách cứ Viên Minh, chỉ hơi lo lắng hỏi han. Ta sẽ lập tức rời đi, trời đất bao la chẳng lẽ không có một chỗ dung thân. Làm tán tu cũng tiêu diêu tự tại, Viên Minh đột nhiên nói. Xem ra đi Nam Cương một chuyến khiến tâm tính trưởng thành lên nhiều. Có cơ hội ta cũng sẽ cùng Lâu Lan đi ra ngoài du lịch một phen. Tiểu Hoàng đế có chút mong đợi nói. Ta thế nào cũng không sao cả, một thân một mình tự do đi lại, chẳng qua gia phụ gia mẫu còn ở lại kinh thành. Nếu Trường Xuân Quan nhân chuyện này mà trả thù họ thì e là bọn họ khó ngăn cản được. Trong mắt Viên Minh hiện lên thần sắc, lo lắng. Chuyện này ngươi không cần phải lo, ngươi cùng Ngọc Hồ đạo trưởng quyết đấu công bằng, sinh tử theo ý trời. Mấy ngày nữa chuyện sẽ truyền khắp Đại Tấn, thậm chí tới giới tu tiên ở các nước láng giềng. Trước này Trường Xuân Quan luôn tự cho mình là đại phái chính đạo, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà giận cá chém thớt với ngươi, đánh rớt danh vọng của môn phái mình. Ngoài ra ta cũng sẽ an bài thật ổn thỏa, bảo vệ viên phủ chu toàn. Tiểu Hoàng đế dừng một chút, lại nói, quốc sư nhất hệ đã khống chế triều đình nhiều năm, đệ tử ưu tú nhiều năm bị bọn họ độc quyền, cũng nên đến lúc thoái vị rồi. Lão ra tay với ngươi đã làm trái với lệnh cấm, ngươi công khai khiêu chiến giết lão, đó là đã giúp Hoàng gia gia ta một đại ân. Vậy Hoàng gia gia ngươi cảm tạ ta như thế nào? Viên Minh hỏi. Có thể bảo vệ ngươi bình an, đoán chừng là vậy rồi. Tiểu Hoàng đế đáp, dù là vậy, ngươi cũng phải cẩn thận, có câu nói minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng mà. Viên Minh lo lắng nhất là chuyện vừa rồi nên nghe vậy bèn thở dài một hơi, lại hỏi, lại nói tiếp. Lúc trước Ngọc Hồ đạo trưởng thi triển ra hỏa vân pháp thuật hết sức lợi hại, ngươi biết pháp thuật này có lai lịch thế nào không? Theo ta được biết, hỏa vân bí thuật này chính là một loại bí pháp đặc thù của Trường Xuân Quan, uy lực cực kỳ bá đạo, chẳng qua tu luyện vô cùng khó khăn cho nên mới không nổi danh. Có lẽ Ngọc Hồ cũng chỉ mới học được chút gia lông bên ngoài mà thôi. Tiểu Hoàng đế đáp, hỏa vân bí thuật, so với pháp thuật lần trước ngươi đánh chết Lâm Tuấn Sinh có gì khác biệt? Viên Minh lại hỏi tiếp, pháp thuật ta dùng để giết Lâm Tuấn Sinh tên là nhiên bạo thuật, có thể coi là môn pháp thuật nhập môn trước khi tu tập hỏa vân bí thuật. Tiểu Hoàng đế đáp, với thiên phú của ngươi có lẽ học được hỏa vân bí thuật. Pháp thuật này quả thật khủng bố, nếu ta mà không có mấy kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm không tệ thì đã sớm bại mà chết rồi. Viên Minh thở dài, đúng vậy a, ta có thiên phú pháp thuật thuộc tính hỏa, hẳn sau này sẽ tu luyện thuật này đi. Tiểu Hoàng đế khoe khoang, Viên Minh còn nói chuyện phiếm với Tiểu Hoàng đế một lát mới cáo từ rời đi. Dọc đường đi qua hoa viên, Hoa Chi mới từ dưới lòng đất đi lên, còn chưa vào trong túi linh thú đã lẩm bẩm không thôi. Viên Minh khẽ giật mình, cẩn thận lắng nghe mới phát hiện ra là Hoa Chi đang oán giận Viên Minh không nên thả vượn trắng ra ngoài trong trận đấu vừa rồi. Ngươi tựa hồ không thích vượn trắng. Vì sao? Viên Minh khó hiểu hỏi. Không biết, chỉ cảm thấy nó rất đáng ghét. Hoa Chi sửng sốt một chút, dùng thần niệm truyền âm đáp. Được rồi, đáng ghét chỗ nào? Hắn còn không có linh trí. Viên Minh lại hỏi. Chỉ thấy đáng ghét,
nhìn thấy hắn là ta không nhịn nổi muốn trói hắn lại, quất hắn. Hoa Chi lải nhải nói. Ngoài cửa cung, cỗ xe ngựa của phủ tướng quân đang đậu bên dưới bức tường cao lớn, ngồi trong xe là Viên Tộ Trùng. Không bao lâu, Viên Minh trèo lên cỗ xe. Viên Tộ Trùng đối mặt với đứa con trai đã đạt tới tu vi trúc cơ kỳ của mình, ôm một bụng nghi vấn đang định mở miệng hỏi han. Phụ thân, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, về nhà hãy nói. Viên Minh khẽ nói. Viên Tộ Trùng ngẩn người rồi gật đầu, nhìn xung quanh rồi buông màn xe xuống. Hai cha con đều không nói gì, một đường trầm mặc về tới phủ tướng quân. Trong nội sảnh phủ tướng quân, mẫu thân Viên Minh mang theo vẻ mặt tối tăm đứng đó. Thoạt nhìn có lẽ bà đã biết được chuyện xảy ra trong đại điển truyền ngôi rồi. Mẫu thân, Viên Minh cười khan một tiếng, ngượng ngùng chào. Minh Nhi, hôm nay ngươi xúc động quá mức rồi. Tuy rằng quốc sư đáng chết nhưng ngươi không nên xuống tay trước mặt mọi người như vậy. Lần này đã đắc tội rất nhiều người, nhất là với tu sĩ Trường Xuân Quan, gây họa không nhỏ. Viên mẫu trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói. Viên Minh không tranh luận với mẹ mình. Viên mẫu thông thấu nhân tình, lời nói rất đúng đắn. Nhưng dù sao bà cũng không phải là tu tiên giả, không rõ tiền căn hậu quả nên hắn không cách nào giải thích rõ được. Ngọc Hồ đạo trưởng thân là quốc sư, địa vị tôn sùng, lại ở Thâm Cung. Nếu hôm nay hắn không động thủ e là ngày sau khó lòng chạm mặt lão được, chứ đừng nói là phải báo thù. Viên Minh có thể chọn ra tay trong lúc Ngọc Hồ đạo trưởng ra ngoài, thế nhưng không biết phải đợi bao lâu. Hơn nữa một khi chuyện vỡ lở ra, hắn lập tức sẽ thật sự biến thành kẻ ám sát, chân chính đắc tội với toàn bộ Trường Xuân Quan. Lúc đó khắp Đại Tấn này sẽ không có đất cho hắn dung thân. Hôm nay khiêu chiến lão trước tất cả mọi người, tuy có đắc tội với không ít người nhưng chuyện này có tầm ảnh hưởng rất lớn. Những người đó sẽ không thể nào quang minh chính đại đối phó với hắn, như vậy hắn càng thêm an toàn. Dù sao Minh Nhi vẫn còn là thiếu niên, nhất thời hăng hái, hơn nữa chuyện đã xong rồi, có nói cũng không được gì. Viên Tộ Trùng hòa giải. Viên mẫu trừng mắt liếc qua Viên Tộ Trùng, lại không đề cập thêm đến việc này nữa. Minh Nhi, con đột phá trúc cơ khi nào? Con tu luyện mới 3 năm mà thôi, thật không ngờ lại tiến cảnh nhanh như vậy. Viên Tộ Trùng chuyển đề tài, cố gắng xoa dịu không khí trong sảnh. Con gặp chút kỳ ngộ ở Nam Cương mà thôi. Viên Minh rất tự nhiên phối hợp với phụ thân. Hắn kể ra vài việc mình đã trải qua ở Nam Cương mà mình có thể nói. Về phần nguyên nhân tu vi tinh tiến, hắn cũng đổ hết lên đan dược và linh hương, hoàn toàn không đề cập đến Thâu Thiên Đỉnh. Tuy rằng Viên Tộ Trùng có tu luyện công pháp nhưng vẫn lăn lộn nơi triều đình phàm tục, nghiêm túc mà nói thì ông cũng không tính là người trong tiên đạo chân chính. Càng chưa từng tham gia vào chiến đấu giữa tu tiên giả, cho nên cũng hiếu kỳ với cuộc sống mà Viên Minh miêu tả. Viên mẫu cũng bị câu chuyện của Viên Minh hấp dẫn, sắc mặt đã trở nên hòa hoãn lại không ít. Phụ thân, hôm nay con cũng không cần giấu giếm thêm gì nữa. Đây là chút ít đan dược cùng linh hương gia tăng tu vi luyện khí kỳ cùng mấy món pháp khí nữa, người cứ lấy dùng tạm, nếu không đủ cứ nói với con. Viên Minh lấy một chiếc nhẫn chữ vật ra đưa cho Viên Tộ Trùng. Viên Tộ Trùng nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, thông qua thần thức cảm nhận được mấy món đồ rực rỡ sắc màu bên trong, trong lòng vui vẻ đồng thời cũng có chút phức tạp. Chỉ đưa cha con, còn mẹ thì sao? Viên mẫu duỗi tay ra. Đương nhiên Hải Nhi không quên mẫu thân đại nhân rồi, đây là thanh tâm châu đeo bên người có thể điều trị ngũ tạng, thư gân hoạt cốt, còn có công hiệu dưỡng nhan dưỡng da đối với nữ tử. Thứ này rất phù hợp với mẫu thân. Viên Minh lấy một hộp ngọc ra, đưa tới. Trong hộp có một hạt châu màu xanh lam nhạt, tản ra ánh sáng nhu hoa, nhìn rất đẹp đẽ. Hắn phải lân la qua mấy phường thị trên đường trở về Đại Tấn mới tìm được món quà này tặng mẫu thân mình. Viên mẫu nghe vậy bèn cầm hạt châu lên, vui vẻ cầm nắn đánh giá. Phụ thân, hôm nay con giết Ngọc Hồ đạo trưởng, dù là quyết đấu quang minh chính đại nhưng chưa chắc người của Trường Xuân Quan không trả thù. Con không thể ở nhà nữa, rời khỏi nhà có lẽ tốt cho người và mẫu thân hơn. Dù tiểu hoàng đế đã nói chuyện không đáng để lo lắng nhưng Viên Minh vẫn không yên lòng mà dặn dò. Đúng, Minh Nhi cứ yên tâm mà đi, tuy rằng ta tu luyện tiên pháp nhưng vẫn tính là người phàm trong triều đình, địa vị coi như hiển hách, người của Trường Xuân Quan sẽ không dám đối phó với chúng ta. Viên Tộ Trùng nói, vậy là tốt rồi. Viên Minh gật gật đầu. Minh Nhi, có phải con định một mình rời khỏi kinh thành hay không? Mẫu thân hắn nghe ra có chút không đúng. Trường Xuân Quan tất sẽ không từ bỏ ý đồ,
nếu con còn ở lâu trong kinh thành, sớm muộn gì cũng sẽ bị người tìm tới. Viên Minh thở dài nói, chỉ là con vất vả lắm mới từ Nam Cương về nhà, hôm nay lại định đơn độc rời đi, còn bị Trường Xuân Quan nhìn chằm chằm vào. Nếu con xảy ra chuyện không hay, con bảo mẹ phải sống thế nào đây? Mẫu thân hắn sốt ruột đến sắp rơi lệ. Minh Nhi, mẹ con nói có lý. Thế lực Trường Xuân Quan rất khổng lồ, một mình con bên ngoài có phải hung hiểm hơn hay không? Viên Tộ Trùng cũng khuyên nhủ. Viên Minh bất đắc dĩ, đang muốn giải thích thêm vài câu an lòng cha mẹ mình, lại thấy mẫu thân hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà nắm lấy tay hắn. Bà ngoại con từng nói chiếc nhẫn bạch ngọc con đeo từ nhỏ này là bảo bối Sinh Diệp Tông truyền xuống, nếu gặp chuyện có thể cầm nó đi thành Lôi Châu cầu viện tông môn. Mẫu thân vuốt chiếc nhẫn trên tay Viên Minh nói. Viên Minh sững sờ, đột nhiên nhớ lại lúc ở thành Hắc Nham Nam Cương có gặp một lão giả cụt một tay, hình như ông ta ở Chân Linh Các, tựa hồ cũng là tông môn Lôi Châu. Hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, vậy cũng được, con nghe lời mẫu thân đi Lôi Châu, đầu nhập vào Sinh Diệp Tông cầu che chở vậy. Mẫu thân hẳn mừng rỡ, nói, tốt, mẹ đi thu xếp hành lý đầy đủ cho con, có thêm đồ đỡ thêm phần chịu khổ sở ở bên ngoài. Tối nay Minh Nhi cứ nghỉ ngơi ở nhà một đêm, đợi đến ngay mai ta điều một đội tinh nhuệ hộ tống ngươi đi Lôi Châu. Viên Tộ Trùng cũng nói, Viên Minh gật gật đầu không từ chối ý tối của cha mẹ. Chỉ có điều sau khi về phòng, thừa lúc không ai để ý, Viên Minh đã vụng trộm viết một phần mật thư giao cho Hoa Chi để nó thông qua lòng đất đưa vào trong cung. Ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, gà trống vừa mới gáy tiếng đầu. Viên Minh đẩy cửa phòng ra, phủ thêm áo choàng ẩn nặc rồi dùng huyễn thuật giấu kín thân mình. Như thế, hắn có thể thoải mái đi lại trong phủ mà không gặp trở ngại. Hắn nhanh chóng đi tới phòng ngủ của phụ thân và mẫu thân. Trong giấc ngủ, phụ thân hắn nhíu mày như đang mơ thấy chuyện không tốt, mà vẻ mặt mẫu thân hắn cũng mang vẻ u sầu, miệng lẩm bẩm gọi tên Viên Minh. Thấy vậy, Viên Minh khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ dập đầu về phía bọn họ vài cái rồi đặt một lá thư mới viết suốt đêm hôm qua bên gối phụ thân. Trong thư hắn còn lưu lại một tấm phù truyền tin mua ở phường thị để phòng khi cần thiết, phụ thân hắn có thể liên lạc được với mình. Viên Minh nhìn cha mẹ lần cuối, rồi quay người, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phủ tướng quân. Bên ngoài phủ, một cỗ xe ngựa đơn giản lẳng lặng ngừng nơi góc đường. Cạnh xe là một người đầu đội mũ rộng vành, thân mặc áo đen đang lo lắng chờ đợi. Cách đó không xa, Hồn Nha vừa được Viên Minh thả ra đang lặng lẽ quan sát một phen, xác nhận gần cỗ xe ngựa không có người nào mai phục, Viên Minh mới đi lên trước, ta đã đến. Lên xe rồi hãy nói. Người thần bí kia lôi kéo Viên Minh trèo lên cỗ xe, nhìn lại thì đúng là tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh. Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Trên xe ngựa, Viên Minh thấp giọng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 249, chạy tới Lôi Châu. Lưu Thiên Minh cởi mũ ra, đêm qua nhận được thư ngươi, ta lập tức bắt tay an bài. Chẳng qua ta vẫn lo lắng này nọ, nên dứt khoát tự mình đến. Ngươi không sợ bị người của Trường Xuân Quan phát hiện à? Viên Minh hỏi, bị phát hiện thì bọn hắn làm gì được ta? Không nói chuyện này, Minh ca, ta đã chiếu theo mật thư tối hôm qua ngươi đưa, an bài 10 cỗ xe ngựa giống như đúc ra khỏi thành từ khắp các hướng khác nhau, rời đến khắp các nơi khác nhau. Bây giờ chúng ta đang ngồi trên một trong số các cỗ xe đó. Đánh xe là thị vệ bình thường không nắm rõ tình hình, ngươi cứ tùy tiện sắp xếp tiếp. Lưu Thiên Minh vẫy vẫy tay, rồi sau đó thấp giọng nói. Viên Minh cười cười, lần này thật sự đã làm phiền ngươi. Quan hệ giữa chúng ta còn phải so đo mấy chuyện này sao? Đúng rồi, thứ này ngươi nhớ cất kỹ vào. Lưu Thiên Minh móc ra một tấm phù lục truyền tin, đưa cho Viên Minh. Y tiếp tục giải thích, đây là truyền tấn phù hai chiều đặc chế, bên trên có lưu lạc ấn pháp lực của ta. Nếu ở bên ngoài ngươi gặp phải chuyện gì khó giải quyết được, cứ liên hệ cho ta. Viên Minh khẽ gật đầu nhận truyền tấn phù. Thấy vậy Lưu Thiên Minh cười cười, đứng lên nói, không nghĩ tới chúng ta vừa mới gặp lại không bao lâu đã phải chia tay. Minh ca, bảo trọng. Viên Minh ôm quyền chào y, hai người cứ như vậy mà từ biệt. Dưới ánh mắt đưa tiễn, cỗ xe ngựa phóng nhanh đi, xuyên qua cánh cổng thành với hai chữ khúc dáng hữu lực, mang theo một đường khói bụi cuộn mù, nhắm thẳng hướng mặt trời mọc mà băng băng đi xa.
người thành vệ tuổi trung niên đang đứng dưới cửa thành không yên tâm nhìn xe ngựa xa xa, quay đầu nói với đồng liêu bên cạnh, ngươi đã nghe nói về chuyện xảy ra ở đại điển thoái vị hôm qua chưa? Đương nhiên là nghe nói, chuyện lớn như vậy có ai trong thành khúc dáng này không biết? Đồng liêu trẻ tuổi đang cầm tam tre xỉa răng, tùy tiện trả lời. Ai, không biết Viên công tử rốt cuộc đã tu luyện như thế nào? Mới 3 năm trước còn là phàm nhân bị Trường Xuân Quan từ chối ngoài cổng vì tư chất không tốt, hiện giờ rõ ràng lại có thể chiến thắng cả quốc sư. Chuyện thật không thể tưởng tượng nổi. Thành vệ trung niên kia cảm thán. Gã đồng liêu trẻ tuổi ném cây tăm che đi, tỉnh táo nói, quả thật không thể tưởng tượng được. Nói đến Viên công tử, ta nghe nói Thiên Minh thư xã đang bán Thịnh công tử Nam Du Ký là từ chính Viên công tử căn cứ vào kinh nghiệm trải qua ở Nam Cương cải biên lại đấy. Không được, đợi thay ca xong ta phải qua đó mua một quyển về đọc thử, không chừng còn có thể ngộ ra cái gì từ trong đó ấy chứ. Thôi đi, chỉ bằng vào ngươi. Thành vệ trung niên kia cười nhạo một tiếng. Con người không có mộng tưởng, vậy không bằng cả con cá ướp muối. Chí ít cá ướp muối còn thể lật người. Gã đồng liêu trẻ tuổi bất mãn phản bác. Người thành vệ trung niên khẽ ngẩn ngơ, một lát sau chợt ho khan hai tiếng nói. Ụ, ụ. Chuyện này, đến lúc đó ngươi cũng tiện thể mua giúp lão ca ta một quyển luôn. Ta thật muốn đọc thử xem rốt cuộc ở Nam Cương có cơ duyên gì. Một tháng sau, thành Ốc Hà. Thành này được gọi như vậy vì có địa thế nằm sát con sông Ốc Hà. Thành không lớn nhưng bến tàu trong thành lại liên thông với đường thủy Bắc Nam nên nơi đây có vô số thuyền hàng, thuyền khách ghé qua, cũng đặc biệt hưng thịnh. Cũng bởi như vậy mà có không ít người trong thành kiếm cơm nhờ đường thủy này. Vương Lão Ngũ cũng là một trong số những người đó. Tổ tiên ông ta nhiều đời đánh bắt cá kiếm sống, đến đời ông ta mới vất vả tích góp được một chút tiền nhàn rỗi. Phụ thân ông vốn định dựa vào đó mở rộng nghề đánh bắt cá này, nhưng Vương Lão Ngũ lại không cam lòng cả ngày làm bạn với mùi cá tanh. Dứt khoát mua một chiếc thuyền chở khách, quay đầu làm ăn bằng nghề chèo thuyền đưa khách. Chẳng qua trong thành này không có 200 thì cũng phải hơn 100 nhà hành nghề chèo thuyền kiếm, sống. Thuyền khách của Vương Lão Ngũ cũng không có gì mới lạ, khách nhân thưa thớt nên nhanh chóng rơi vào cảnh túng quẫn, thu không đủ chi. Hiện giờ ông ta còn chẳng thể thuê nổi tiểu nhị. Một nhà già trẻ đều ở trên thuyền hỗ trợ dương buồm chèo bánh lái, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Mắt thấy đã bước qua tuổi 35, ngày ngày đối mặt với ánh mắt oán giận của vợ mình. Ánh mắt thất vọng của cha già, còn đối mặt với cả đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, Vương Lão Ngũ đầy lo nghĩ. Cả ngày ông ta đảo quanh bến tàu tìm kiếm khách nhân đi thuyền. Hôm nay, vừa quá giờ trưa, Vương Lão Ngũ đang chen chúc trong quán trà thường dành cho các phu khuân vác nghỉ chân. Định bụng uống ké một ngụm nước lạnh rồi lại đi dạo một vòng quanh bến tàu tìm kiếm vận may lần nữa. Theo thói thường, vào lúc này sẽ không còn khách nào nữa. Thế nhưng không biết có phải hôm nay Vương Lão Ngũ gặp may hay không mà ông ta lại có thể phát hiện được một vị khách đang tìm thuê thuyền. Người nọ mặc trường bào màu trắng, quần áo nhìn qua mộc mạc nhưng mặt mày thanh tú, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua đã thấy đặc biệt bất phàm. Người này chính là Viên Minh. Vì tránh né Trường Xuân Quan trả thù mà một mình rời kinh thành đến đây. Ánh mắt Vương Lão Ngũ sáng ngời, vội vàng uống cạn chén nước lạnh trong tay, bước thấp bước cao chạy tới. Công tử này, ngài là cần tìm thuyền. Viên Minh vừa mới chấm dứt cuộc trò chuyện với một nhà chèo thuyền khác thì đã thấy Vương Lão Ngũ tiến lại gần, bèn gật gật đầu. Đúng vậy, ta định đi thành Lôi Châu, thuyền của ông có đi tới đó không? Vương Lão Ngũ lập tức vui vẻ. Nhìn công tử này phong độ bất phàm, hẳn cũng không phải là kẻ keo kiệt, bèn thăm dò nói, công tử, thành Lôi Châu không dễ đi à? Dọc đường đi con nước chảy xiết, thuyền đi một chuyến bị hư hại không ít, chưa kể lúc về ta còn phải đi thuyền không về. Ta đều biết mấy chuyện này, cho nên mới hỏi thuyền của ông có đi tới đó hay không. Ta bao cả thuyền. Viên Minh mới nói tiếp. Ánh mắt Vương Lão Ngũ đảo vòng vòng, do dự một chút, rồi thò bốn ngón tay ra, đi thì đi được, chỉ là phải bằng đây tiền. Giá cả ông ta đưa ra đắt gấp đôi giá cả thông thường. Viên Minh không nói gì, chỉ nói, cũng được, chỉ là ta cần đi ngay bây giờ. Không vấn đề gì, nhà ta già trẻ đều ở trên thuyền, có thể lập tức xuất phát. Vương Lão Ngũ nghe vậy đầy mừng rỡ, liên tục gật đầu, dẫn Viên Minh đi lên thuyền của mình. Thuyền của ông ta không lớn, chỉ coi như ngay ngắn chỉnh tề. Trên boong thuyền có tổng cộng 6 gian phòng, ngoài một gian là cả nhà Vương Lão Ngũ ở, 5 gian khác đều đang trống không.
Viên Minh tùy ý chọn một gian phòng, dặn Vương Lão Ngũ không có việc gì đừng quấy rầy mình, thậm chí đồ ăn cũng chỉ cần đưa đến trước cửa phòng mà thôi. Sau đó hắn đuổi ông ta nhanh chóng chèo thuyền đi. Đợi Vương Lão Ngũ đi rồi, Viên Minh mới yên lặng thi triển Minh Nguyệt Quyết, thả hồn nha ra giám thị không trung. Đồng thời hắn còn gọi Hoa Chi từ túi linh thú ra để nó ẩn nấp dưới khoang thuyền. Xong xuôi hết, hắn mới tạm an tâm. Một tháng này, hắn ngồi xe ngựa, thay đổi trang phục, hóa trang, đi lòng vòng ngày đêm gấp gáp, hầu như lúc nào cũng ở trên đường đi, hiếm khi ngừng lại nghỉ chân. Hôm nay hắn ngồi trên thuyền, theo đường thủy xuôi dòng đi xuống, không cần phải luôn đổi xe ngựa nữa nên cũng tính là có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tâm tình căng thẳng thoáng được thả lỏng, Viên Minh lấy Thâu Thiên Đỉnh ra, cắm xuống một cây nhang đen mới được luyện chế ra rồi đốt lên. Khói hương lượn lờ, trong lòng Viên Minh hồi tưởng lại bộ dáng phụ thân, rất nhanh hắn đã phụ thể lên trên người ông. So với một tháng trước, vẻ ngoài của Viên Tộ Trùng không thay đổi nhiều. Lúc này ông đang ngồi trong thư phòng, cầm bút chấm lên nghiên mực viết một phần tấu chương. Thần Viên Tộ Trùng, thỉnh tấu xin chí sĩ. Rất nhanh, ông đã viết xong tấu chương, nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi cầm tấu chương lên đọc qua một lần nữa, mới đem cất đi. Viên Tộ Trùng trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhiên lấy ra tấm phù truyền tin mà Viên Minh lưu lại, xem xét thật lâu, cuối cùng vẫn buông tấm phù xuống. Không biết hiện tại Minh Nhi thế nào rồi. Với tu vi, đảm lượng và kiến thức, kinh nghiệm của hắn còn có thể từ Nam Cương trở về được, nên có gặp phải phiền toái thế nào hẳn cũng không làm khó được hắn. Một tiếng thở dài thật dài buông rơi. Cũng lúc này, Viên Minh kết thúc phụ thể trở lại bản thể của hắn, thế nhưng trong lòng hắn lại mang đầy phiền muộn. Hắn nhanh chóng thu lại tâm tình. Nếu trong nhà tạm thời không xảy ra chuyện gì thì hắn cũng nên tính toán tiếp con đường phía trước của mình. Thần thức hắn chui vào trong chiếc nhẫn chữ vật, kiểm kê thoáng qua, phát hiện đan dược bùa chú chuẩn bị trước đó đã dùng hết 7-8 phần, đã không còn lại nhiều. Mà trước mắt, những thứ hữu dụng với hắn bây giờ cũng chỉ còn mấy bình đan dược trúc cơ kỳ vơ vét được trên người trưởng lão Mông Sơn và Hứa Trường Thanh. Về phần đan dược đồng bì đan cướp được từ Liễu Tô thì hắn còn phải tìm được công pháp luyện thể phù hợp trước, sau mới lấy ra sử dụng được. Còn linh thạch, tính kỹ lại thì hắn chỉ còn khoảng chừng hơn 2.000 khối, nhìn như không ít nhưng với chừng đó căn bản không mua được bao nhiêu đan dược trúc cơ kỳ để tu luyện cả. Trừ những thứ này, hắn còn có không ít pháp khí. Pháp khí thượng phẩm có một thanh hắc châm vô danh, pháp khí trung phẩm và hạ phẩm thì có hàn tinh kiếm, cửu hoàn kim đao, dao nhỏ màu xanh và thanh xà kiếm màu vàng cùng hơn 10 kiện pháp khí khác. Viên Minh chọn một số thứ không dùng tới, đợi đến Lôi Châu sẽ tìm đến phường thị bán chúng nó để đổi lấy linh thạch. Sau đó hắn lại lật xem linh tài trong túi trữ vật của mình. Trong đó, linh tài dùng để chế tạo nhang đen đã bị hao hụt không ít, đến Lôi Châu cũng phải nghĩ cách bổ sung thêm. Ngoài ra còn có một số linh tài vật liệu mà hắn sớm quên đi mất cũng được lục ra. Đầu tiên là một miếng giáp xác màu vàng và một cuộn dây tơ màu xám to chừng đầu người nằm trong túi trữ vật của trưởng lão đảo Bạch Long mà hắn nhặt được trong phường thị thành Hắc Nham. Tiếp đó là một cái sừng đỏ rực đoạt được trong lúc làm nhiệm vụ tại Bích La Động. Tuy hắn không rõ lai lịch nó nhưng dựa theo phán đoán của Hỏa Luyện Đại Sư thì phẩm giai của vật ấy phải từ trung phẩm trở lên. Cuối cùng chính là bộ da của Kim Văn Báo, hung thú hạ cấp cấp 2 mà hắn săn giết được, nhìn qua bộ da lông có giá trị không thấp à. Lật lật, Viên Minh bỗng nhiên lấy ra một quả cầu màu xanh lục là liệt tâm lôi hắn mua được ở chợ đen thành Hắc Nham. Lúc trước hắn mua tổng cộng 3 quả, trong đó một quả dùng trên người trưởng lão Mông Sơn, một quả dùng để đối phó với tuyển qua thú. Quả thật uy lực của quả lôi cầu này không tầm thường, lúc này hắn chỉ còn dư lại một quả, không đến thời khắc mấy chốt hắn quyết sẽ không lấy ra dùng. Đây chính là pháp khí độc môn của Ngũ Lôi Tông Triệu Quốc. Lôi Châu tiếp giáp với Triệu Quốc, nói không chừng sẽ có liệt tâm lôi được lưu thông lén lút trong phường thị cũng không chừng. Viên Minh cũng đã có tính toán riêng, cẩn thận cất kỹ liệt tâm lôi, lại đem tất cả đồ trong túi trữ vật ra sắp xếp một lần, cuối cùng mới kiểm kê xong toàn bộ đồ của mình. Hắn chuyển tâm thần của mình lên trên hồn nha, thấy thuyền của Vương Lão Ngũ đã rời bến tàu. Dọc một đường đi về phía bắc của Ốc Hà, một nhà già trẻ của ông ta cũng không chủ động bắt chuyện, rất hợp với tâm ý của hắn. Hắn bèn thu hồi tâm thần lại, bắt đầu tu luyện. Sau nửa canh giờ, Viên Minh thở dài một tiếng, cau mày thoát khỏi trạng thái tu luyện. Từ lúc có được toàn bộ cửu nguyên quyết từ Lưu Thiên Minh, hắn tu luyện đã qua một đoạn thời gian rồi.
Tuy rằng tu vi của hắn có tăng lên nhiều, nhưng so sánh với tốc độ tăng vọt lúc hắn còn ở luyện khí kỳ thì tốc độ này lại chậm chạp không ít. Chương 250, Hứa gia. Viên Minh thừa hiểu rằng nếu không phải tu luyện cửu nguyên quyết thì với tứ linh căn của mình, chỉ sợ tốc độ tu luyện còn chậm chạp hơn nữa. Truy cứu nguyên nhân, đương nhiên là sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, tốc độ thu nạp linh khí có đề cao lên nhưng linh khí cần thiết để tu luyện lại cũng cần thêm rất nhiều. Phỏng chừng tu vi không ngừng tăng lên, tình huống như thế này lại càng rõ ràng hơn. Xét thấy như vậy, xem ra để có thể tăng tốc độ tu luyện lên hết khả năng, hắn vẫn phải nhờ đến đan dược và nhang đen phụ trợ rồi. Viên Minh đau lòng lấy đan dược trúc cơ kỳ trong nhẫn chữ vật ra, nhắm mắt uống vào. Sau đó tranh thủ dược lực chưa tan ra, hắn lại lần nữa tiến vào tu luyện. Một đường không nói chuyện, mãi đến nửa tháng sau. Vừa lúc quá trưa, bầu trời vẫn còn âm u mờ mịt, vô số mây đen che phủ bầu trời, xen lẫn bên trong là tiếng sấm chớp ầm vang. Trên boong thuyền, Vương Lão Ngũ cùng con trai, mình bận rộn một, chật vật đưa thuyền cập bến, rồi hạ neo thuyền xuống. Được rồi, đại cẩu, con đi thông báo cho vị khách kia một tiếng là đã đến thành Lôi Châu rồi đi. Vương Lão Ngũ lau lau đổ mồ hôi, quay đầu nói với con mình. Con trai ông ta gật gật đầu, vừa xoay người định đi thì đã thấy Viên Minh đi ra khỏi phòng rồi. Công tử, thuyền đã tới nơi, ngài xem tiền đi thuyền kia. Vương Lão Ngũ xoa xoa hai bàn tay. Viên Minh gật gật đầu, tiện tay ném một túi tiền qua. Bạc trong túi còn nhiều hơn số tiền đã thương lượng lúc đầu không ít. Hiển nhiên Vương Lão Ngũ vô cùng cảm kích, vội vàng gọi con trai mình bắc tấm ván thuyền lên cho Viên Minh rời thuyền dễ dàng hơn. Vương Lão Ngũ cầm túi tiền trong tay, cẩn thận đếm hai lần, lúc ngẩng đầu lên còn nhìn thấy Viên Minh cười hì hì nhìn mình bèn hỏi, quý khách còn chuyện gì không? Viên Minh đáp, gọi tất cả mọi người trong nhà ông ra đây. Một đường đi được mọi người chiếu cố, ta có khen thưởng cho các người. Vương Lão Ngũ lập tức gọi vợ con đi qua, cao hứng đứng trước mặt Viên Minh. Hắn giơ nhiếp hồn linh lên nhẹ nhàng lắc lắc, chỉ nghe một tiếng leng keng vang lên. Một nhà Vương Lão Ngũ cảm thấy choáng váng đầu, mới chợt tỉnh táo lại. Vương Lão Ngũ cầm một túi tiền trong tay, không hiểu gì cả mà nhìn cảnh vật xung quanh, rồi hét lớn, ôi chao! Có chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại đến Lôi Châu rồi? Thành Lôi Châu có cấu trúc hoàn toàn khác với kinh thành. Đường đi nhỏ hẹp, địa thế mấp mô, giữa đường hơi nhô cao, hai bên đường lại hơi thấp xuống. Ngoài ra, hai bên lề đường còn có mương nước. Trước cửa mỗi nhà đều bắc một chiếc cầu kiều nhỏ băng qua mương nước kia, nối liền với đường chính. Cảnh tượng rất có vài phần ý vị tiểu kiều lưu thủy nhân gia. Lầu viện này vừa nhỏ lại vừa cao nối liền với nhau tạo thành một bức tường dài màu trắng, bên trên lợp ngói xanh cong vòng uốn lượn như những vầng trăng khuyết. Nước mưa theo viên ngói trượt xuống, vừa vặn rơi xuống mương nước bên dưới, bắn tung tóe lên rồi theo vòng sóng nước lan tỏa mà chìm vào trong lòng con mương nước. Đầu cuối của con mương nước này là một dòng sông rộng rãi thoáng đãng, mặt sông qua lại không ít thuyền nhỏ. Cắt ngang dòng sông này là một cây cầu đá cổ kính, thỉnh thoảng lại có một con thuyền nhỏ lướt qua bên dưới gầm cầu. Đứng trên cầu còn có thể nghe rõ được tiếng mái chèo loạt soạt khua sóng nước mà đi. Viên Minh đi thẳng theo con đường phố, rất nhanh đã đi tới trước một đại trạch viện chiếm diện tích khá lớn với cách bài trí cổ kính. Trước cổng trạch viện treo cao đôi lồng đèn đỏ, ánh lửa đỏ xuyên qua lớp giấy tuyên chiếu sáng chữ hỉ bên trên đèn lồng. Bên dưới tấm bảng hiệu ghi hai chữ Hứa gia là cánh cổng mở rộng, có hai gã gia đình canh giữ trước cửa, trên mặt tràn đầy tươi cười. Mà ở phía sau bọn họ là từng chàng cười nói vui vẻ cùng tiếng nâng ly cạn chén từ sau bức tường vọng đến, trong đó còn xen lẫn tiếng hài đồng cười nói đùa giỡn vô cùng náo nhiệt. Nhìn qua hình ảnh tràn ngập khói lửa nhân gian này, trong đầu Viên Minh không khỏi hiện lên những ký ức thời còn thơ ấu, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng bản thân hắn đã bước lên tiên đồ, sau này những mối liên hệ trong phàm tục như thế này e là càng ngày càng ít. Hắn lấy lại bình tĩnh, thi triển huyễn thuật, biến đổi dung mạo, mới tiến lên dò hỏi hai vị gia đình, xin hỏi hai vị, hôm nay Hứa gia có chuyện vui à? Đúng vậy, hôm nay là ngày nhị công tử nhà ta kết hôn. Lão gia đã có đã phân phó qua, dù là ai cũng có thể tiến vào cùng uống chén rượu mừng. Nếu không vị công tử này cũng tới dính chút hỉ khí đi. Người gia đình kia thấy Viên Minh mang dáng vẻ đàng hoàng, bèn nhiệt tình mời. Vậy ta đây từ chối thì bất kính rồi. Viên Minh gật gật đầu,
đi theo gia đình tiến vào Hứa phủ. Không phải vì hắn chợt nổi hứng thú nên tới đây, mà là vì Hứa gia là nhất mạch nhà mẫu thân mình. Tính đến bối phận, nhị công tử kết hôn ngày hôm này còn là biểu ca của hắn. Khi còn bé, Viên Minh đã từng theo mẫu thân về Lôi Châu thăm người nhà, đến giờ vẫn còn nhớ đường đi. Chẳng qua hắn lại không hiểu nhiều về tu tiên giới ở Lôi Châu, nếu đã muốn bái nhập Sinh Diệp Tông thì hẳn nên bắt đầu tìm hiểu tình huống từ nhà cậu hắn vẫn hơn. Có điều vì đề phòng Trường Xuân Quan tìm được tung tích mình, hắn cũng không lập tức biểu lộ thân phận mình. Viên Minh được gia đình đưa đến ngồi ngoài sảnh đường, đến khi người gia đình đi rồi, hắn bèn lập tức thi triển huyễn thuật ẩn giấu thân hình, lại phủ thêm lớp áo choàng che giấu khí tức mới nhanh chóng bước ra ngoài sảnh. Rất nhanh, hắn gặp được bóng dáng cậu mình trong thư phòng Hứa phủ. Đại ca, huynh nói xem sao hôm nay mẫu thân có về nhà hay không? Trong phòng, một nam tử trung niên mặt trắng không râu hỏi. Còn có một nam nhân có cặp râu hình chữ bát đang ngồi trước mặt y, nghe hỏi vậy vẫn ung dung chậm rãi uống một ngụm trà. Con trai ngươi kết hôn có phải là đại sự gì đâu, mẫu thân không về thì không về vậy, có gì phải gấp. Hai người này chính là tam cữu Hứa Dung và đại cữu Hứa Phàn của Viên Minh. Ai, trong nhà vất vả lắm mới có chuyện vui vẻ, kết quả mẫu thân không về. Nhị ca và tứ muội cũng không về, không phải chuyện quá không vui sao? Tam cữu Hứa Dung lầm bầm. Ngươi a, đã lớn đầu thế này còn tính trẻ con mãi thế. Đại cữu thở dài một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng chợt vang lên một giọng nói của người thứ ba. Ha ha, tam cữu đừng sốt ruột, không phải con đã trở về rồi sao? Một nam tử tuấn tú đẩy cửa vào, miệng cười khẽ nhìn Hứa Dung. Ơ, Thiên Nhi về rồi à, làm sao chỉ mỗi mình ngươi, bà nội ngươi không về sao? Đại cữu đứng dậy, mừng rỡ nhìn nam tử tuấn tú, tiếp theo lại lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía sau y. Viên Minh đứng bên ngoài vụng trộm quan sát, nhận ra ngay người này chính là con trai của Hứa Phản, là đại biểu ca Hứa Thiên. Khác với hai người cậu hắn, trên người Hứa Thiên có dao động linh khí nhàn nhạt, nghiễm nhiên là tu sĩ luyện khí tầng 3. Bà nội vừa mới bế quan không bao lâu, không tiện về nhà nên mới bảo La Sư muội mang theo một phần quà mừng cùng theo ta trở về. Một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu thò người ra từ phía sau y. Nàng ta cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt như từ phấn điêu ngọc khắc mà ra, mang theo nụ cười tươi ngây thơ khiến người khác không khỏi vừa gặp đã sinh lòng yêu thương. Cũng như Hứa Thiên, nàng ta cũng là tu sĩ, chỉ là tu vi mới là luyện khí tầng 2. Chào hai vị thúc thúc, thiếu nữ chắp tay. Con giới thiệu sơ, người này chính là La Tinh Nhi, đệ tử mà bà nội mới vừa thu nhận gần đây, có thể còn là đệ tử quan môn của bà nữa. Hứa Thiên giới thiệu, Hứa Phản và Hứa Dung mới chào đáp lễ lại, không dám có chút lãnh đạm. Tuy bọn họ là trưởng bối nhưng lại chỉ là phàm nhân không có linh căn, đối mặt với tu sĩ khó tránh không thể câu nệ. Có điều La Tinh Nhi lại không để ý đến mà còn hưng trí bừng bừng hỏi. Hai vị thúc thúc, ta nghe nói hai người có một cháu ngoại trai tên là Viên Minh, đúng không? Vừa hỏi, không chỉ hai người Hứa Phàn mà đến Viên Minh đang lén quan sát bên ngoài cũng ngẩn người ra. Đây, quả thật con trai nhà tứ muội còn người tên này. Chẳng lẽ La cô nương biết hắn sao? Đại cữu hỏi ngược lại. Đương nhiên rồi, hiện tại toàn bộ giới tu tiên Đại Tấn làm gì có ai chưa nghe nói qua tên hắn a? Hai mắt La Tinh Nhi sáng lóng lánh đầy kích động. Tiếp đó, nàng bèn kể ra toàn bộ câu chuyện về Viên Minh, từ việc khiêu chiến quốc sư, cuối cùng còn báo thù rửa hận thành công, chém giết quốc sư Đại Tấn ngay trong đại điển thoái vị. Viên Minh đã giết quốc sư, chuyện này sẽ không liên lụy đến nhà chúng ta chứ? Đại cữu nghe xong, sắc mặt tái nhợt hỏi. Cha, chuyện của tu tiên giới sẽ không liên lụy tới phàm tục đâu. Hứa Thiên bất đắc dĩ nói. Thúc thúc, lúc còn nhỏ Viên Minh có thân thiết với ngài không? Ngài có thể kể thêm chuyện về hắn cho ta nghe không? La Tinh Nhi liên tục truy vấn. Sau khi lấy chồng, mẫu thân của Viên Minh rất ít khi trở về, nên hai người Hứa Phàn ấp úng cả buổi cũng không kể ra được chuyện Viên Minh lúc nhỏ ra sao cả. Bọn họ cũng chỉ biết lúc Viên Minh còn nhỏ đã nổi tiếng nhờ viết sách chuyện mà thôi. La Tinh Nhi nhanh chóng mất hứng thú ngóng chuyện của Viên Minh. Chỉ là nàng bất ngờ nhớ ra chuyện gì đó, rồi năn nỉ Hứa Thiên đưa nàng ghé qua gian phòng mẫu thân Viên Minh từng ở lúc về thăm nhà. Hứa Thiên không lay chuyển được nàng đành gọi một hạ nhân dẫn đường đi, còn mình vẫn lưu lại. Ta nhớ không phải 3 năm trước Viên Minh đi xứ Nam Cương rồi bị mất tích hay sao? Sao lại đột nhiên trở về? Tam cữu đưa mắt nhìn La Tinh Nhi rời đi, nghi hoặc hỏi.
Con không rõ chi tiết thế nào, chỉ là nghe tu sĩ trong tông tham dự đại điển thoái vị mang tin về. Nói là biểu đệ Viên Minh năm đó mất tích là do quốc sư ngầm hạ thủ sau lưng. Không nghĩ tới hắn lại nhân họa đắc phúc, tu luyện 3 năm tại Nam Cương, lúc về đã là trúc cơ kỳ. Lúc này mới tìm tới quốc sư báo thù. Hứa Thiên lắc đầu nói, trúc cơ kỳ, so với bà nội con thì thế nào? Đại cữu không hiểu rõ về tu tiên giới lắm, cho nên mới thắc mắc hỏi. Bà nội cũng là trúc cơ kỳ, có lẽ là ở tầng giữa đi. Hứa Thiên đáp. Hai cậu của Viên Minh đồng thời trầm ngâm, trên mặt đều lộ ra vẻ có chút lo lắng. Ngay từ đầu trong tông còn không biết bà ngoại còn có một tầng quan hệ này với Viên Minh, sau này có người hỏi thăm ra, thái độ trong tông môn đối với bà ngoại và với con cũng lập tức thay đổi. Còn có một trưởng lão trước kia luôn đối nghịch với bà nội cũng đổi thái độ, trở nên ôn hòa hơn hẳn, còn tặng không ít lễ vật qua. Hứa Thiên lại bổ sung, mấy ngày nay con cũng đi hỏi thăm mấy chuyện của biểu đệ, đừng nói La sư muội mà chính con cũng không thể không khâm phục hắn. Trên mặt Hứa Thiên cũng lộ ra vẻ sùng bái. Nói như vậy, Viên Minh giết quốc sư, với Hứa gia ta mà nói cũng tính là một chuyện tốt. Đại cữu vuốt vuốt râu cá chê. Cũng không hẳn vậy, thế lực tông môn Trường Xuân Quan sau lưng quốc sư kia rất khổng lồ. Biểu đệ không chỉ đắc tội bọn họ mà còn làm bọn họ mất hết mặt mũi, sau này e là gặp phải không ít phiền toái. Cũng bởi vậy mà bà ngoại mới bế quan, có lẽ muốn tăng tu vi lên. Như vậy lời nói của bà trong tông môn mới có trọng lượng, đủ để che chở được cho biểu đệ. Mọi người cũng không nên quá lo, Viên Minh còn trẻ như vậy đã có được tu vi trúc cơ, còn chiến thắng quốc sư Đại Tấn, sau này tiền đồ không thể hạn lượng được. Tương lai hắn nhất định sẽ là cánh tay đắc lực của Hứa gia ta. Hứa Thiên thở dài. Hai người cậu kia lại bàn thêm về ảnh hưởng của Viên Minh đối với gia tộc sau này một phen. Viên Minh ở ngoài nghe trong chốc lát, bèn lập tức rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.